chương 21. Không xứng sách tên của nàng. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Mạnh y nhiên khuôn mặt nhỏ mất tự nhiên đi tới, đối với lâm lang thiên hơi hơi không người. Tạ tạ thánh tử. Không cần phải khách khí. Lâm lang thiên mỉm cười. Long công mạnh thuộc vuốt trâu cười cười, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, lại nói. Thánh tử, gặp lại tức là hữu duyên, không bằng chúng ta kết bạn đồng hành đi, cùng một chỗ tìm kiếm đi đêm hồn thú nhìn thấy vừa mới cái kia kinh diễm một đau mạnh thuộc động tâm tư lại trùng hợp cháu gái của mình cùng lâm lang tuổi thọ kỹ tương tự nếu như có thể tác hợp đến cùng một chỗ mạnh gia tất nhiên cá vượt long môn làm bạn nhiều năm lão thê triêu thiên hương nhất thời lý giải tiến lên nắm mạnh y nhiên tay trên mặt lộ ra cười ôn hòa ý ha ha cười nói nhà chúng ta y nhiên nhất là hâm mộ thánh tử sự tích năm đó biết được thánh tử quét ngang phía trên tam tông cùng đại đệ tử về sau, nàng thế nhưng là ồn ào muốn gặp thánh tử đâu. Đúng không y nhiên? Trên mặt biểu lộ nhỏ cứng, mạnh y nhiên nghe lời gật gật đầu. Trên thực tế lại cũng bách hai mắt chạy không, không dám nhìn thẳng lâm lang thiên. Phải biết, tại ban ngày thời điểm, nàng còn cho rằng lâm lang thiên là cái tự đại gia hỏa đây. Lâm lang thiên nhẹ nhàng lắc đầu, đáp, ta còn có một số việc tư phải xử lý, thì không đồng hành. Long công mạnh thuộc lại hiển nhiên không muốn tùy tiện buông tha cơ hội, mắt nhìn hồ liệt na cùng liễu nhị Long, trong mắt u quan lóe lên, cười ha hả hỏi. Mạo mùi hỏi một câu, là vì tiểu cô nương kia cần hồn hoàng sao? Đúng thế. Đã như vậy, không ngại tối nay làm cho các nạn theo lão phu một hàng, gặp phải thích hợp hồn thú liền có thể trực tiếp săn bắt. Lão phu tự tin, vẫn có thể hộ các nàng an nguy. Long công mạnh thuộc cười ha hả nói ra. Ban đêm đồng dạng có rất nhiều hồn thú ẩn hiện, bọn họ ban ngày hơn phân nửa đang nghỉ ngơi, đồng thời có thể lẫn tránh rất nhiều mạo hiểm. Cho nên, hồ liệt na hồn hoàng đại khái vẫn còn phải rơi vào ban đêm. Lâm Lan Thiên vốn muốn kéo dài một ngày, nhưng thấy đối phương cực lực hướng mình lấy lòng, trầm tư một lát, đem Haki Kenbun sao bá khí thôi phát cực hạn. Một vài bức liên quan tới cái kia hắc ám cự hổ hình ảnh nhanh chóng thoáng hiện xác định hành động của nó quỷ tích về sau, Lâm Lan Thiên gật đầu đồng ý việc này, nói tiếp. Vậy liền phiền phức Long Công. Còn có, nhớ đến không muốn đi trước phía đông, căn cứ phán đoán của ta, một đầu có thể cùng 10 vạn năm hồn thú tranh bá quái vật, có thể sẽ từ nơi đó chạy trốn. Nghe vậy, Long Công mạnh thuộc trung lên một cái chớp mắt, gật đầu đáp ứng. Lâm Lan Thiên lại dặn dò Liễu Nhị Long cùng Hồ Liệt Na, cũng tự tuyệt Liễu Nhị Long cùng mình đồng hành thỉnh cầu, cảnh cáo nàng muốn ưu tiên bảo hộ hồ liệt na an nguy trọng thương đầu kia hắc ám cự hổ liễu nhị long vẫn có thể chạy thoát cùng long công mạnh thuộc cáo biệt về sau lâm lang thiên trở về tiểu trấn trong tiệm sách chủ nhân muốn ta đi cùng nghe được lâm lang thiên muốn dẫn chính mình tiến về điện chủ phủ bất nhạc sắc mặt hơi đổi một chút dọa đến kém chút thì quỳ xuống còn lại hai người cũng là hai mặt nhìn nhau không dám lên tiếng Lâm Lan Thiên cúi đầu nhìn chầm chầm bất nhạc, mặt không biểu tình, thản nhiên nói. Cho ngươi một cái cơ hội trả thù, có đi hay là không? Nghe vậy, bất nhạc thân thể rung lên, thật sâu cúi đầu. Lòng ngực kịch liệt chập trùng, hắn cắn răng trả lời. Chủ nhân, ta muốn cùng ngài cùng một chỗ tiến về, vì ngài lên núi đao xuống biển lửa, ta đều sẽ không tiếc. Đi thôi. Lâm Lan Thiên mỉm cười một cái. Lúc chạng vạn tối, tiểu trấn càng là náo nhiệt. Theo tin đấu đại xâm lâm lần lượt chạy về hồn sư nhóm, kéo theo mỗi cái ngành nghề bầu không khí, ăn chơi trác tán, tà âm. Điện chủ trong phủ bên ngoài, giăng đèn kết hoa. Ngoài cửa, một cái vóc người cao gầy, mặc lấy thuần trắng trường bào tóc vàng nam nhân, chính mang theo một đám hồn sư hết nhìn đông tới nhìn tây. Đợi nhìn đến lâm lan thiên cùng bất nhạc đến gần về sau, trong lòng của hắn rung lên cầm tức trừng bên cạnh hồn sư liếc một chút về sau âu tạp tư vuốt vuốt vàng như nến gương mặt sau đó cười ha hả nên đón tiếp lấy vậy mà thật sự là thánh tử đại nhân ha ha mau mau mời đến điện chủ âu tạp tư lâm Lan thiên hỏi trước mặt cái này hồn sư tuy có hồn đế hồn lực nhưng khí tức phù phiếm xem xét chính là túng dục gây nên thực lực chân chính chỉ sợ còn không bằng hồn vương âu tạp tư không lưng cười theo gật đầu nói. Đúng là tại hạ. Không nghĩ tới thuộc hạ của ta sẽ đập vào đến thánh tử đại nhân, cho nên ta đặc biệt vì ngài làm yến hội, để bày tỏ ấy nấy. Lúc nói chuyện nhìn, Âu Tạp Tư vụng trộm quan sát đến lâm lan thiên bộ mặt biến hóa. Đến mức bên cạnh bất nhạc, lại bị hắn nhìn một chút liền coi nhẹ. Đi vào đi. Lâm Lan Thiên thản nhiên nói. Tiến vào điện chủ phủ về sau, yến hội đã chuẩn bị tốt. Trên đại sảnh, các loại sơn hào hải vị món ngon bày đầy bàn ăn, chung quanh có quần áo hở hang thị nữ. Mới vừa vào đi, bất nhạc thì trợn tròn trong mắt, liều mạng hướng các nữ nhân da thịt trắng nõn phía trên chầm chầm, nuốt nhiều lần ngụm nước. Âu tạp tư trong lòng cười thầm, thần sắc nhẹ nhanh hơn rất nhiều. Người hầu đều là bộ dáng này, cái kia thân là chủ nhân chỉ sợ cũng sẽ không mạnh đến mức nào. Chỉ cần có dục vọng, thì dễ ứng phó. Nghĩ như vậy, Âu Tạp Tư nhiệt tình lại khiêm tốn mời Lâm Lan Thiên ngồi xuống. Tại tinh đấu đại xâm Lâm bận rộn rất lâu, Lâm Lan Thiên cũng là cảm nhận được một tia đói khác, không để ý tới đối phương dắt câu chuyện, phối hợp ăn uống. Thánh tử đại nhân thật đúng là tính tình bên trong người A. À. Âu Tạp Tư cười xấu hổ cười. Trên tiệc rượu rất vắng lặng. Chỉ có rất nhỏ nhắm nuốt âm thanh, ngoại trừ lâm lan thiên bên ngoài, những người khác cũng không dám ẩm thực. Một lát sau, Lâm Lan Thiên mới quất ra khăn giấy lau, chùi đi miệng, ánh mắt hơi đổi, nhìn chầm chầm Âu Tạp Tư hỏi. Ngươi bị bất động minh vương triệu vô cực khi nhục qua. Nguyên nhân gì? Âu Tạp Tư cái trán gân xanh nhảy một cái, thần sắc nhỏ hoảng. Khụ khụ, kỳ thật có một ít hiểu lầm. Ta lúc ấy đi thăm hỏi nghèo khó nữ nhân, kết quả bị cái kia hỗn thế ma vương nghĩ lầm làm chuyện xấu, liền bị hắn đánh dữ dội một phen, thánh tử còn mời vì ta làm chủ a. À. Một bên bất nhạc ngoài cười nhưng trong không cười, ánh mắt lóe lên một vệt xem thường. Rõ ràng là đem phụ nữ đàng hoàng trực tiếp kéo vào xe ngựa của mình, muốn cường ép người ta đi vào khuôn khổ, kết quả bị cái kia triệu vô cực nhìn đến, mới ra tay đánh đau âu tạp tư một trận. Về sau càng là có 10 cái giáo chủ vây giết triệu vô cực, vẫn là bị đối phương đào thoát. Hiện tại Âu Tạp Tư lại chẳng biết xấu hổ nói láo võ Hồng điện giáo chủ, còn chưa tới phiên triệu vô cực trừng trị. Ta sẽ đem hắn bắt trở về, tiến hành trừng phạt. Lâm Lan Thiên nhẹ nói nói. Âu Tạp Tư nụ cười trên mặt càng đậm, lại gặp Lâm Lan Thiên mắt nhìn chung quanh thị nữ, liền phủi tay, ra hiệu các nàng đi phục thị Lâm Lan Thiên. Vài đôi đầu ngón tay rơi vào Lâm Lan Thiên trên vai. Các dạng mùi nước hoa thẳng hướng trong lỗ mũi chui, Lâm Lan Thiên nhẹ nhàng đẩy ra muốn ngồi tiếng nữ nhân trong ngực, nhíu mày không vui nói. Âu Tạp Tư, không muốn làm loại này an bài. Âu Tạp Tư mắt sáng lên, vội vàng để bọn thị nữ rời xa, ha ha cười nói. Cũng khó trách thánh tử đại nhân chướng mắt những thứ này dông chi tục phấn, thì ngay cả chúng ta những thứ này rất ít về giáo hoàng điện báo cáo công tác giáo chủ, cũng biết bị bỉ đông bệ hà mỹ mạo. Im miệng. Ngươi không xứng sách tên của nàng. Lâm lang Thiên Quát lạnh nói. Tiếng nói im bặt mà dừng, tự biết lỡ lời Âu Tạp Tư bận biểu cười làm lành lấy dơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch, che lấp bối rối của mình. Truyện hot tháng 9 Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả Chương 22 Z Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Giáo hoàng điện Bỉ bỉ đông chính phục án phê duyệt văn kiện Dưới ngòi bút vù vù du tẩu Mấy cái sợi tóc theo thái dương rủ xuống Lộ ra sâu sắc lập thể khuôn mặt nhiều một tia dịu dàng kiều diễm, rung động lòng người. Hai bên hầu hạ hồn sư yên tĩnh đứng lặng, không dám nhìn nhiều. Lúc này, truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Không đức giáo chủ bước nhẹ đi đến. Chuyện gì? Bỉ bỉ đông đạm mạc nói. Bẩm báo bệ hạ, thánh tử gia tộc phái người tới tìm hắn, nghe nói có chuyện quan trọng mời hắn về nước. Không đức giáo chủ cung kính nói. Bỉ bỉ đông đôi mi thanh tú cau lại, để hắn tiến đến gặp ta. Cái này tốt. Một cái hồn sư gia tộc thông tin nhân viên có thể nhìn thấy giáo hoàng bệ hạ đủ thấy lâm lang thiên trọng yếu. Tinh đấu sâm lâm bên ngoài tiểu trấn điện chủ phủ. Lâm lang thiên buông súng con ngươi, lại hỏi những nữ nhân này cũng là ngươi giành được sao? Cách cách. Nuốt ngùng nước bọt, Âu Tạp Tư thần sắc bối rối nhặt lên dao nĩa chất lên một cái nịnh nọt vẻ mặt vui cười. Thánh tử đại nhân có phải hay không hiểu lầm rồi? Không để ý đến đối phương, Lâm Lang Thiên Lạnh nhạt tiểu uống một hớp loại rượu. Ngay tại Âu Tạp Tư nhẹ nhàng thở ra thời điểm, lại vang lên lệnh hắn kinh hồn tán đảm thanh âm, bất nhạc, đem ân oán của các ngươi lại nói thuộc một lần, vẫn còn có hành vi phạm tội. Bất nhạc bóp một cái bắp đùi, cả gan Trừng Âu Tạp Tư liếc một chút. Phải đặt ở trước kia hai người địa vị ngày đêm khác biệt, cho hắn tìm gấu gan báo cũng không dám như thế thất lễ. Nhưng bây giờ thì khác a à. Chủ nhân, ta tố cáo cái này đồ hỗn trướng, sạch cho võ hồn điện bôi nhỏ. 11 năm trước, hắn cướp đi. Từng đạo từng đạo hành vi phạm tội công bố tại trước mắt mọi người. Có bọn thị nữ không khỏi nước mắt lấp lóe, liên tưởng đến tự thân vận mệnh, nhỏ giọng khóc thúc thích. Tác bồi cao tầng hồn sư thần sắc bối rối, nguyên một đám đều nhìn về Âu Tạp Tư, dùng ánh mắt hỏi thăm cái kia ứng đối ra sao. Âu Tạp Tư sắc mặt cũng là một chút xíu chìm xuống dưới. Cứ việc bất nhạc lên án chỉ là một phần nhỏ, nhưng dựa theo võ hồn điện pháp luật, cũng đầy đủ hắn chết 10 lần. Thánh tử đại nhân, cái này nhất định là tồn tại hiểu lầm. Lâm Lan Thiên khóe miệng khẽ mím môi, ánh mắt tại trên mặt của mọi người đi tuần tra một vòng, đem phản ứng của bọn hắn thu hết vào mắt tùy tiện phán đoán ra bất nhạc nói là thật. Hiếm có không có mắt cao tầng hồn sư, lại bởi vì hành vi phạm tội bị khoát lộ ra, phát ra một tiên ngoan lệ sát ý. Lâm lang Thiên cười nhạt một tiếng, đúng không vui nói ra. Cho ngươi một cái cơ hội trả thù, đi đánh hắn một trận. Giống như là bất nhạc loại này láo cá tiểu nhân vật, vẫn là có thu nạp nhu cầu. Mà lại, bất nhạc thiên phú cũng coi là người phía trên chi tư. Cải biến sinh hoạt tác phong, tương lai có lẽ có thể đạt tới hồn thánh cảnh giới, có thể đảm nhận làm hồng y giáo chủ. Bất nhạc nghe được lời này, dọa đến giật mình. Tại nhiều hồn sư trước mặt đào Âu Tạp Tư Hắc Liêu, đã dùng hắn mười phần dũng khí, lúc này muốn sẽ dạy đối phương, thì không nhìn được sợ hãi. Co quắp xoa xoa tay, gạt ra một cái nụ cười bị ổi, nhỏ giọng nói. Chủ nhân, ta, ta không dám a. À. Lâm Lan Thiên nhướng mày, trách mắng. Hỗn trướng. Đã muốn vì nữ nhân báo thù, cũng không cần bi thảm nằm rạp trên mặt đất, nếu như được đến thông, nữ nhân liền sẽ không bị hắn cướp đi. Tỉnh! Đây là bất nhạc lần đầu tiên nghe được Lâm Lan Thiên nói nhiều lời như vậy. Một giây sau, nguyên bản thắp đầu lần nữa nâng lên, miệng lớn hô hấp, ánh mắt biến đến kiên định lên, cắn răng nói. Cảm tạ chủ nhân vung trồng. Ta đã hiểu. Bất nhạc gấp siết chặt song quyền, trong lòng phấn khởi cùng cực không chỉ là bởi vì có thế báo thù còn có cảm nhận được lâm lang thiên muốn vung trọng ý chí của mình gặp bất nhạc bước nhanh hướng mình tới gần âu tạp tư cũng không dám phái hồn sư ngăn cản chỉ là cười khổ nói thánh tử ta nói thế nào cũng là giáo chủ hắn loại phế vật này ba một cái cái tác vang dội âm thanh bất nhạc tay run run tại âu tạp tư ánh mắt kinh ngạc dưới lần nữa ném ba chung quanh hồn sư cùng thị nữ đều bị tình cảnh này khiếp sợ đến. Điện chủ lại bị đánh cái tác. Còn không chỉ một lần. Cao tầng hồn sư nhóm ẩn ẩn phát giác cái gì, điều động hồn lực, võ hồn bất cứ lúc nào cũng sẽ chiếm hữu. Chỉ chờ Âu Tạp Tư ra lệnh một tiếng, bọn họ liền sẽ hành động. Âu Tạp Tư mặt biến đến cực kỳ khó coi, hắn theo không nghĩ tới, lại bị thấp như vậy tiện người bạc tai. Thánh tử, ngươi là không muốn lưu cho ta đường sống a? Đến loại tình trạng này, Âu Tạp Tư đâu còn có thế không rõ ràng đối phương ý đồ đến không tốt. Chung quanh cao tầng hồn sư lên tiếng mà lên. Két 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 thanh âm bên trong, bọn họ phân tán đứng tại bốn phía. Các loại võ hồn ào ào hiện lên, đau thương kiếm kích, mảnh hổ thú chạy. Trong lúc nhất thời trong đại sảnh hồn lực sôi trào, bầu không khí dương cung bạc kiếm. Bất nhạc gà tặc vội vàng chạy về lâm lang thiên bên cạnh. Chủ nhân, hiện tại nhưng làm sao bây giờ a? À? Phá trong lòng bóng mờ về sau, bất nhạc trên mặt cái kia cổ bị ổi kình cũng biến mất theo, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng cảnh giác chung quanh. Lâm lang Thiên nhíu mày, thản nhiên nói. Có người hiện tại quy hàng, ta có thể khoan dung. Dễu cực âm thanh, ở chung quanh người trong miệng truyền ra. Không phải tất cả hồn sư cũng giống như bất nhạc như vậy thức thời, tại chỗ cao tầng hồn sư nhóm ở chết một ngẫu nhiên, làm thổ hoàng đế đều làm đã quen, không hiểu võ hồn điện thần chi tử khủng bố. thì liền âu tạp tư cũng là lạnh hư một tiếng, từ trên ghế đứng lên, trừng lấy lâm lan thiên nói ra. thánh tử a à, thánh tử, nếu như ngươi không phải bức bách ta, ta là thật muốn đem ngươi hầu hạ đến thư thư phục phục, tiền tài, nữ nhân đều có thể a, à, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác chết đầu óc, không phải liền là mấy cái dân đen mệnh sao? cũng đáng được ngươi như thế làm nhục ta. ai? hiện tại chỉ có thể để võ hồn điện thiếu một cái thánh. Nôn. Càng rỡ biểu lộ còn lưu ở trên mặt, Âu Tạp Tư thân thể mềm nhũng, một tay chống đỡ lấy mặt bàn, chỉ thấy bộ ngực của hắn, nhiều hơn một cái lớn chừng quả đấm động, khói đen bốc lên. Một ngụm máu tươi phun ra, Âu Tạp Tư ngã xuống trên bàn cơm. Toàn bộ đại sảnh im ắng địa. Cao tầng hồn sư nhóm còn duy trì lấy võ hồn, đang muốn cùng một chỗ vây công lâm lan thiên có thể sau một khắc, chính phát biểu Âu Tạp Tư trực tiếp chết. Hết thảy đều phát sinh quá mức đột nhiên. Lấy về phần bọn hắn đều đứng chết trân tại chỗ, khó có thể tiếp nhận hiện thực. Bất nhạc dẫn đầu khôi phục lại, thân thể đứng thẳng tắp. Nương! Ông bắp đùi ông đúng rồi. Trong mắt hướng xuống lung lay, lại gặp lâm lan thiên như đau tước trên khuôn mặt, không lộ ra mảy mây tình cảm. Lượng lờ lên hỏa diễm ngón tay ở trước ngực hư làm dấu thánh giá. Hô hô hô, hỏa diễm chữ thập giống như như đạn pháo liền xông ra ngoài, tại quá trình bên trong cấp tốc phóng đại, trong nháy mắt lướt qua tất cả cao tầng hồn sư thân thể, tiếp lấy đem đại sảnh môn tường nổ nát. Bất nhạc lưng eo kẹo kẹt kẻo kẹt, kẹt vang, đứng được càng thêm thẳng tắp. Nếu như hắn không nhìn lầm, Lâm Lan Thiên có thể không vận dụng bất luận cái gì hồn kỹ, chỉ là đơn giản võ hồn vận dụng. Liền đem khắp phòng hồn tông hồn vương nhóm, trong nháy mắt miễu sát bọn thị nữ che miệng hoảng sợ ngay người nhát gan đã hôn mê ngươi đến xử lý còn lại hồn sư tuyệt không nhân nhượng lâm lang thiên mặt đen lên đứng lên phía sau lưng y phục bị trong nháy mắt nứt vỡ huyền quang hiện lên một đôi giống như con dơi giống như cánh bày ra bỗng nhiên một cái thân thể trong nháy mắt xông ra đại sảnh biến mất tại bầu trời đêm bên trong vừa mới haki ken bun sao bá khí lần nữa phát động truyền tới một hình ảnh Hát ám cự hổ cùng mạnh thuộc bọn người gặp gỡ. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, một đánh giá 4.5 sao, truyền siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 23 Ám ma tà thần hổ Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Tinh đấu đại xâm lâm Khu vực đông bộ một chỗ trên đất bằng, một đám hồn sư nắm lấy bó đuốc, vây ra một mảnh đất trống. Giữa đất trống tâm, một cái dung mạo tuyệt mỹ nữ hài ngồi xếp bằng, trên đầu dựng thẳng lên hai cái láng tai, sau lưng chập chờn một cái lông xù cái đuôi, năm vòng hồn hoàng trên dưới luật động. Vàng, vàng, tím, tím, đen. Bên cạnh yên tĩnh nhìn chăm chú nàng mỹ phụ, mang trên mặt một vệt ước ao. Mới chừng 20 tuổi, liền đã thành hồn vương. Cái thiên phú này thực sự khủng bố. Hồn sư bên ngoài, Lòng công mạnh thuộc đôi mắt thâm thúy, thần sắc bất an đánh giá cảnh vật chung quanh. Lão đầu tử, võ hồn điện thế hệ tuổi trẻ thật sự là quá kinh khủng. Không nói vị kia thần chi tử, liền xem như trước mắt cái này tiểu cô nương, chỉ sợ cũng không có mấy người có thể sánh ngang. Triêu Thiên Hương thở dài nói, "Chiều hướng phát triển a, à, thiên mệnh tại Võ Hồn Điện. Nếu như có thể đem y Nhiên gả cho thánh tử, vậy chúng ta mạnh gia" liền có thể cột vào võ hồng điện trên chiến xa mạnh thục thản nhiên nói hướng bốn phía nhìn một cái lại nói ta có loại dự cảm bất tường vì nịnh nọc lâm lang thiên mạnh gia một hàng cố ý trước tiên tìm tìm thích hợp hồ liệt na hồng thú tại một canh giờ trước tìm được đuổi sát chậm đuổi ở chỗ này chém vết long công mạnh thục tuy biết tiến vào khu vực đông bộ nhưng cũng chưa xâm nhập liền cho phép hồ liệt na ở chỗ này hấp thu hồn hoàng có thể theo thời gian chuyển dời, dự cảm bất tường càng thêm nồng đậm. Bỗng nhiên, Long Công Mạnh thuộc thần sắc đại biến, mãnh liệt quay đầu nhìn về phía rừng rậm chỗ càng sâu, cảm giác ra khí tức khủng bố. Bầu trời đêm tinh quang thôi sáng, chung quanh bó đuốc vần quanh. Nhưng tại thời khắc này, Long Công Mạnh thuộc lại vẫn cứ có loại mờ tối ảo giác, bận bịu trầm giọng quát nói. Tất cả mọi người, mang theo y nhiên bảo vệ tốt hồ liệt na, một khi hấp thu xong cấp tốc trút lui chúng hồn sư sững sờ lập tức hành động một giây sau một tiếng rít gào trầm trầm âm thanh theo rừng rậm chỗ sâu truyền đến cũng cấp tốc phóng đại dường như cái kia hồn thú đang không ngừng tiếp cận đáng chết lại là lĩnh vực sao long công mạnh thuộc sắc mặt khó coi lẩm bẩm nói phải biết tại hồn thú thế giới bên trong chỉ có mười vạn năm hồn thú mới là khẳng định sẽ nắm giữ lĩnh vực sắp đánh tới cái kia một đầu coi như không phải 10 vạn năm hồn thú, chỉ sợ cũng không kém nhiều lắm. Phát hiện này khiến lông công mạnh thuộc cảm thấy hối hận. Cao mấy mét lông đầu quải trượng hướng trên mặt đất một trận, tám vòng hồn hoàng bay lên, sắc thái lộng lẫy mà rung động lấy. Xa bà triêu thiên hương cũng nắm chặt xa trượng võ hồn. Cái kia một tiếng cực kỳ chấn nhiếp lực gào thét thật lâu không rời, mạnh gia hồn sư nhóm một trận khủng hoảng, liên tục không ngừng thả ra võ hồn. Đáng chết! cái gì hỏng bếp vận khí a liễu nhị long nhỏ giọng mắng hồn lực sôi trào hóa thân thành một đầu uy mảnh hỏa lông chăm chú nhìn nơi xa rừng rậm nếu là tình huống không đúng nàng liền trực tiếp mang theo hồ liệt na chạy trốn đúng lúc này gió lớn đột nhiên thổi đi qua phốc 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 hồn sư nhóm trong tay bó đuốc trong nháy mắt dập tắt cùng lúc đó theo trong rừng rậm chỗ sâu thoát ra một đạo to lớn hắc ảnh mang theo một cổ gió tanh rơi vào mọi người trong tầm mắt. Đó là một đầu màu đen cự hổ, toàn thân đen nhánh, hai mắt tinh hồng. Chiều cao trọn vẹn vượt qua 8m, bắp thịt toàn thân nhô lên, da lông là như là vũ khí đồng dạng âm trầm đen, cái đuôi từ vô số khớp xương tạo thành, hướng lên dựng thẳng lên, đỉnh đầu là một cái to lớn móc ngược. Lóng lánh dày đặc u quan, tại cái này ảm đạm hoàn cảnh phía dưới đoạt người nhãn cầu. Bất quá, hình dạng của nó cũng rất thê thảm. Trên người có vài chỗ sụp đổ, bên trong xương cốt hẳn là đứt gãy, ổ bụng bị đuổi một đầu lỗ hổng lớn, ẩn ẩn có thể nhìn thấy nội tạng. Lại là Ám ma tà thần hổ Long công mạnh thuộc trong lòng căng thẳng, nếu không phải nhìn thấy thương thế của nó, như muốn xoay người bỏ chạy. Đừng nhìn ám ma tà thần hổ chỉ có 6 vạn năm hai bên niên kỷ hạn, nhưng thực lực chân chính của nó không thấp hơn 10 vạn năm hồn thú, nếu không cũng không có khả năng cạnh tranh tinh đấu đại xâm lâm bá chủ chi vị. Đầu này hồn thú huyết mạch tuyệt đối có thế tại đại lục tất cả hồn thú bên trong bài danh trước ba. Truyền thuyết nó từng bị tà thần chiếu cố. Tuyệt đối không nên đại ý, nó có thể thôn phệ hồn thú cùng hồn sư hồn lực, dùng cái này tới tu luyện hoặc là liều thương. Long công mạnh thuộc gấp siết chặt vỏ hồn long trượng, chậm rãi nói ra. Vòng trong vạn năm hồn thú chạy trốn tứ phía, nguyên lai là bởi vì ám ma tà thần hổ ẩn hiện. Chú ý tới mạnh thuộc ánh mắt biến hóa, xà bà triêu thiên hương cổ họng bỗng nhúc nhích qua một cái, xà trượng võ hồn đỉnh đầu thả ra hồn lực, hội tụ đến long trượng phía trên, lẫn nhau giao dung chuyển hướng càng mạnh. Phu phụ quyết định muốn cường thế mở võ hồn dung hợp kỹ, trong nháy mắt chế phục hoặc đánh lui đối phương. Thế mà, ám ma tà thần hổ lại nhẹ nhàng gào thét một tiếng, cảm nhận được cái thế long xà hồn lực ba động, không những không sợ hãi ngược lại tràn ngập hưng phấn khí tức chậm rãi nâng lên hỗ trảo từng bước một hướng về đám người phương hướng tới gần to lớn đuôi câu ở giữa không trung đông đưa mỗi một lần đông đưa đều sẽ khiến trong không khí mang theo một chuỗi vặn vẹo kỳ dị ánh sáng tràn ngập tà khí màu xám đem phụ cận cây đẩy ra khủng bố mà tà dị uy thế giống như là sóng lớn đồng dạng lao qua ngoại trừ cái thế long xà phu phụ cùng liễu nhị long bên ngoài tất cả hồn sư đều cảm thấy hô hấp đều sền sệt rất nhiều sau lưng rỉ ra mồ hôi cầm quần áo ướt nhẹp cũng chính là cái này thời điểm ngồi xếp bằng hồ liệt na mở hai mắt ra nhìn về phía bên cạnh hỏa lông nhỏ giọng nói liễu a di ta đã hút hảo hảo thu về hồn hoàng liễu nhị long khẽ gật đầu mạnh gia cái tiểu nha đầu kia đến bên cạnh ta tới bên cạnh sắc mặt trắng bệt mạnh y nhiên nghe lời dời bước đến liễu nhị long bên cạnh thân, thân thể mềm mại rất nhỏ run rẩy. Chạy. Bỗng nhiên hét lớn một tiếng vang lên. Long công mạnh thuộc cùng xà bà triêu thiên hương đồng thời ném ra võ hồn, long trượng cùng xà trượng ở giữa không trung hòa làm một thể, hóa thành chói mắt cột sáng, như sao mũi tên giống như bắn về phía ám ma tà thần hổ. Quan trụ tản ra kinh khủng hồn lực ba động, đem phương viên và dặm phản chiếu giống như ban ngày trong nháy mắt, thì đột tiến đến ám ma tà thần hổ trước người. Nhưng một màn quỷ dị xuất hiện. Cự hổ bóng người lại trong nháy mắt trở thành nhạt, trong chớp mắt thì biến mất không thấy gì nữa. Quan trụ ầm vang nổ vang. Nổ ra một cái đường kính có thể đạt tới 100 m m hình bán cầu hố to. Cùng lúc đó, mấy chục đạo màu đen quan nhận từ trên không trung đánh tới, tại quan nhận phía sau, kèn kèn rung động cường đại hồ quan điện, theo sát mà tới giảo hoạt ma hổ, vậy mà dùng hư ảnh lừa gạt cái thế long xà. Cái thế long xà phu phụ bận biểu triệu hồi võ hồn, một cái điều khiển long trượng ở giữa không trung ngăn cản quan nhận, đinh đinh đương đương thanh âm không dứt lọc vào tai, long công há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Thật mạnh súc sinh, nhưng nó cũng không kiên trì được bao lâu. Long công mạnh thuộc phán đoán hết sức chính xác. Lúc này ám ma tà thần hổ chỉ có thể phát huy ra hồn đấu la hai bên thực lực. Nếu không, không có khả năng trước lựa qua hai người võ hồn dung hợp kỹ. Xà bà triêu thiên hương vì đó còn lại hồn sư ngăn trở lôi điện, quát to. Chạy mau. Phân tán chạy. Liễu nhị long cháu gái của ta thì nhờ ngươi. Hồn sư nhóm hoảng hốt chạy bừa chạy tứ tán. Liễu nhị long hai tay kẹp lấy hồ liệt na cùng mạnh yên nhiên, dưới chân dẫm một cái, trong nháy mắt hướng tiểu trấn phương hướng đào vong. Ngao 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 ô, một tiếng điếc tai nhức ốc gào thét, ám ma tà thần hổ bỗng nhiên lao xuống hướng cái thế long xà phu phụ. Truyện hot tháng 9 Tại áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 24 Đăng tràn Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Oanh Âm âm Phụ cận rừng rậm bị màu đen quang nhận chặt thành không địa. Mảng lớn mảng lớn bụi mù tràn ngập bốn phía. Cái thế long xà phu phụ cho bụi mệt mỏi, nỗ lực dằn co lấy trên bầu trời ám ma tà thần hổ, hồn lực khuấy động, long công mạnh thuộc nắm lấy long trượng cản ở phía trước, trước ngực là một mảnh vết máu. Nhưng hắn có dám một chút buông lỏng đại ý, tinh thần căng thẳng. Ánh mắt chết chăm chú vào ám ma tà thần hổ trên thân. Đầu này súc sinh. Thật cao trí tuệ. Long công mạnh thuộc cắn răng nói. Tại vừa mới một phen trong chiến đấu, cái thế long xà lại ở vào hạ phong. Bởi vì, ám ma tà thần hổ một mực tại tùy thời trừ rơi xà bà, mà một khi bị nó thôn vệ, cái kia long công mạnh thuộc cũng liền tự thân khó đảm bảo. Cũng nguyên nhân chính là này, song phương đều dằn con ngay tại chỗ. Khụ khụ, lại kéo một hồi đi. Xà bà triêu thiên hương ngăn không được khục lắm điều, trong mắt lóe lên một vệt bất đắc dĩ. Kiên trì một đoạn thời gian nữa, còn lại hồn sư cũng liền có thể đào thoát. Cái thế long xà cũng liền có thể bên thì đánh nhau, bên thì rút lui. Đúng lúc này, Long Công Mạnh Thục nhìn chằm chằm ma hộ ánh mắt trung lên, sắc mặt đại biến nói: "Hỗn trướng, lại bị Súc Sinh kia lừa, mau đuổi theo." Trong bầu trời đêm ám ma tà thần hổ thật lâu bất động, mà ở chân trời, một cái hắc ảnh đang nhanh chóng bay lượn, phóng tới tiểu trấn phương hướng. Chỗ đó chính là Liễu Nhị Long chạy trốn phương hướng. Nó muốn thôn phệ Liễu Nhị Long, nguy rồi, y nhiên nguy hiểm. Sa bà Triêu Thiên Hương cũng là vừa sợ vừa giận, theo Long Công Mạnh thuộc cùng một chỗ cấp tốc đuổi theo. Nhưng, tốc độ của hai người dù sao cũng có hạn, không kịp. Chạy ra tinh đấu đại xâm lâm vòng trong. Xích Long võ hồn chiếm hữu liễu nhị Long bỏ mạng phi nước đại lấy, hai sườn phân biệt kẹp lấy hồ liệt na cùng mạnh y nhiên. Xanh biết cảnh tượng phi tốc lui lại. Đột nhiên, liễu nhị Long nghe được một trận gió âm thanh, nhàn nhạt cảm giác nguy cơ theo đáy lòng phát lên, vô ý thức quay đầu nhìn một cái, đã thấy không xa bầu trời, đầu kia ma hổ đuổi theo. Thân hổ ở trong trời đêm dần dần phóng đại. Hai cánh kịch liệt đập, hình thành một đạo cuồng phong thổi hướng phía dưới, làm ngân thảo nằm chạm đất mặt. Song phương tốc độ chênh lệch cực lớn, khoảng cách không ngừng rút ngắn. Đáng chết. Mục tiêu của nó là ta. Liễu nhị long thấp giọng chửi mắng, dưới chân cày ra hai đạo khe rảnh ngừng lại, đem hồ liệt na hai nữ để xuống, vội la lên. Ta đem cái kia hồn thú dẫn đi, các ngươi bắt gấp đi tìm lâm lang thiên. Nói, nàng liền quay người hướng một phương hướng khác đào vong. Thoát ra gần ngàn mét về sau, liễu nhị long quay đầu quan sát ma hổ phương vị, lại phát hiện nó vẫn đang truy đuổi hồ liệt na. Đồng thời đang từ trong bầu trời đêm đáp xuống. Mà hồ liệt na một cái hồn vương cảnh giới hồn sư, tuyệt đối sẽ bị nhất kích mất mạng đầu này đáng chết súc sinh a à. liễu nhị long hận địa thân thể mềm mại khẽ run cắn răng trở về phóng tới hồ liệt na vị trí ngao 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 ô ám ma tà thần hổ trí tuệ cực cao rất rõ ràng liễu nhị long dự định tinh hồng mắt sáng rực lên liếc về liễu nhị long hướng phương hướng của mình chạy về về sau tăng thêm tốc độ nhạo về phía hồ liệt na giống như như lưỡi dao móng vuốt trên không trung lóe u quan mãnh liệt áp bách phía dưới Hồ Liệt Na nhất thời phạm sai lầm, lại bị tảng đá trượt chân, vong hồn đại mạo mà nhìn chầm chầm vào không ngừng phóng đại ma hổ, thậm chí có thể nghe thấy được nhàn nhạt mùi máu tanh. Mạnh y nhiên thì thôi hai mắt trận trắng vững quyết đi qua. Ngay tại cự trảo cách hai nữ đỉnh đầu chỉ có vài thước lúc, trên người lượng quanh lấy ánh lửa xích long lao đến, nhảy lên thật cao, dùng huyết nhục chi thân chặn móng vuốt cực kỳ sắc bén. Âm. Liễu nhị long cực nhanh bị đánh trở về mặt đất, hai cái cánh tay vô lực rũ xuống. Chỗ ngực xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương khủng bố vết thương. Hồn lực bị tà ác có thể lực ép chế, dần dần tiêu tán. Phong ngự quá mức vội vàng, liễu nhị long bị trọng thương khó tưởng tượng nổi, nhưng mục đích của nàng đạt tới. Ám ma tà thần hổ quả nhiên là vì dẫn nàng tự chui đầu vào lưới. Lúc này đã không lại truy sát hồ liệt na hai nữ, mà chính là quay đầu hướng liễu nhị long lao xuống mà đến một tiếng hương phấn mà gào thét truyền ra thì thì chết như vậy sao liễu nhị long võ hồn dần dần thu liễm mang trên mặt một vệt bất khuất nhưng chỉ đến nhắm hai mắt lại giờ khắc này liễu nhị long nghĩ đến rất nhiều cùng ngọc tiểu cương từng màn xuất hiện tại não hải sau cùng dừng lại tại tân hôn thời điểm ngọc tiểu cương tự như phát điên đào tẩu tiểu cương hy vọng đời sau chúng ta không phải huynh liễu nhị long tự lẩm bẩm nói đến một nửa, một cái tay đem nàng chặn ngang nâng lên, cấp tốc lên không, tránh thoát ma hổ tấn công. Liễu nhị long kinh ngạc mở to mắt. Chỉ thấy một cái màu đen cánh ở trước mắt vỗ, chính mình lại đi tới giữa không trung, mà đầu kia ma hổ tại mặt đất ảo não gào thét. Quay đầu nhìn về phía quen thuộc bên mặt, rừng, lâm lan thiên. Thời khắc mấu chốt, đúng là lâm lan thiên dương cánh theo miệng hổ trung tướng nàng cứu ám ma tà thần hổ không có lập tức phát động công kích, mà chính là trừng trọng mắt nhìn về phía lâm lan thiên, phát ra uy hiếp tự như trầm thấp tiếng rống, một cái móng vuốt hướng về phía hắn dơ lên. Ám ma tà thần hổ cảm giác ra lâm lan thiên khó chơi. Tiếng gió trích gào, lâm lan thiên nâng liễu nhị long eo nhỏ hạ xuống, rơi vào hồ liệt na hai nữ bên cạnh. Đón lấy, lâm lan thiên níu lại cổ áo của mình, một tay lấy áo mặt kéo xuống. Đưa cho liễu nhị long nói ra, trước đem thân thể che khuất liễu nhị long ngẩng người nhận thức muộn tiếp nhận y phục sau cúi đầu nhìn một cái phát hiện áo của mình lại bị ma hổ xé nát tuyết nị hai ngọn núi đều lộ hơn phân nửa máu tươi theo khe rãnh chảy xuôi bộ mặt trong nháy mắt đỏ lên không để ý đau đớn vây quanh xung quanh trong lòng cũng không khỏi nổi giận đang xen loại này lúng túng tình huống vì cái gì không trên không trung nói rõ lâm lan thiên cũng không để ý tâm tư của nàng nắm lấy trường nhận đi về phía trước cái kia cái kia lấy tốc độ phi hành của ngươi đầy đủ dẫn các nàng chạy trốn a không cần phải để ý đến ta ta có thể chạy mất t liễu nhị long đỏ lên mặt nói khẽ sính mạnh còn chưa có nói xong liễu nhị long thì đau đến hút hơi lạnh im miệng nếu như khuất phục tại lực lượng mà làm ra vứt bỏ nữ nhân hành động cũng liền đến không trên đời lâm lang thiên lạnh lùng quát Nghe vậy, Liễu Nhị Long rung lên một cái chớp mắt, khôi phục tâm thần lúc, lại phát hiện Lâm lang Thiên đã đi ra mấy chục mét, không khỏi méo miệng phàn nàn. Ta cái này còn không phải thay hắn suy nghĩ. Đầu kia ma hổ thực lực tuyệt đối có hồn đấu la trình độ. Mà Lâm lang Thiên lại thế nào thiên phú dị bẩm, hiện tại cũng chỉ là hồn đế, dựa vào cái gì chiến thắng đối phương. Bên cạnh, Hồ Liệt Na lại là con mắt lóe sáng tinh tinh chỗ, liếm liếm môi mỏng không thôi đem ánh mắt theo lâm lan thiên trên thân dời, mỉm cười đối liễu nhị long nói ra. Lan thiên rất cao ngạo, thà chết cũng sẽ không bỏ xuống chúng ta, hắn cũng nhất định có thể thắng. Hồ Liệt Na thần sắc tự tin vô cùng. Liễu nhị long khẽ nhếch lấy cái miệng nhỏ nhắn, lại không phát ra được thanh âm nào, vô ý thức hồi tưởng lại tại đêm tân hôn, bỏ xuống chính mình ngọc tiểu cương, làm đến nàng một mình mặt đối với gia tộc chỉ trích. Hỏa phần thành quách. Lúc này, Lâm Lan Thiên bỗng nhiên chuyển một cái chui đao, mũi đao toát ra một đạo lửa cháy hừng hực, giống như rắn tại mặt đất uống lượng tiến lên, đem hắn cùng ám ma tà thần hổ đều bao vây lại, lập tức hỏa diễm phóng lên tận trời. Hừng hực nhiệt độ cao đem phụ cận cây giọt sương đều bốc hơi trống không. Hướng lên bốc lên hỏa diễm chừng hơn ngàn mét độ cao. Đem cảnh tượng bên trong ngăn cách lên. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, một đánh giá 4.5 sao, truyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Tại áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 25 Bật hết hỏa lực Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Ngươi là người thứ nhất để cho ta cảm thấy lưng phát lạnh hồn thú, đáng tiếc. Lâm Lan Thiên dựng bước lại, cùng ám ma tà thần hổ cách nhau 100 m, sáu vòng hồn hoàng tự dưới chân hắn dâng lên, vàng vàng tím tím đen đen, kỳ dị là, mỗi vòng hồn hoàng đều rất giống đốt lên hỏa diễm. Hiện lộ rõ ràng hắn hồn hoàng không hề giống nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Nói thí dụ như vừa mới thứ hai hồn kỹ, hỏa phần thành quách, phát huy ra uy lực đừng nói trăm năm hồn hoàng, thì liền vạn năm chỉ sợ đều khó mà lại hiện ra. Ám ma tà thần hổ cũng là phát hiện dị thường, thần trọng mà nhìn chầm chầm vào lâm lang thiên. Tên nhân loại này tuy nhiên chỉ có sáu vòng hồn hoàng, nhưng cho áp lực của hắn lại mạnh hơn so với long xà phu phụ. Sau lưng tên là tà thần câu, cái đuôi lay động, bay ra mấy đạo màu đen quan nhận. Những thứ này màu đen quan nhận nhìn như uy thế không hiện, trên thực tế lại ẩn chứa năng lượng thật lớn, vừa mới long công mạnh thuộc dùng võ hồn tới chặn, chỉ tiếp nhận vài chiêu liền nhịn không được thổ huyết. Hơi hơi nheo mắt lại, lâm lang thiên huy động tàn hỏa thái đao, mấy đạo liệt diễm đao áp nghênh đón tiếp lấy. Đây là hắn đệ nhất hồn kỹ, phủ trảm, cấp tốc mà cường lực. Bình thường thời điểm, Lâm lang Thiên đối địch chỉ dùng cái này một hồn kỹ liền có thể, vừa mới cũng là dùng nó miễu sát cùng bạo ma tinh. Thế mà, liệt diễm đao áp cùng màu đen quan nhận chạm vào nhau. Lại đồng thời chôn vui. Lâm lang Thiên cùng ám ma tà thần hổ đồng thời giật mình, càng thêm thận trọng mà nhìn chầm chầm vào đối phương. Trầm thấp gào thét một tiếng, ám ma tà thần hổ vòng quanh Lâm lang Thiên đi lại, tìm kiếm nhược điểm của hắn, hắc ám da lông tại hỏa quan dưới, phản xạ ra chói sáng lộng lẫy. Nó có một cái thần bí năng lực, ta muốn coi chừng. Lâm Lan Thiên đồng dạng không dám khinh thường. Nguyên tác bên trong, đường tam từng bị nó cuốn vào một cái thần bí không gian. Nếu như không phải trước khi tiến vào, đường tam đem ám ma tà thần hổ phòng ngự đánh vỡ, làm đến nó cùng mình đều trở lại còn nhỏ thể, chỉ sợ đường tam cũng khó thoát khỏi cái chết. Một người, một hổ dằn co lấy. Tương lửa ngoại giới, Liễu Nhị Long dùng hồn lực ổn định lại thương thế, không đến mức chuyển biến xấu trí mạng. Nàng cùng hồ liệt na hai nữ bên ngoài chờ đợi kết quả. Lúc này, cái thế long xà phu phụ cũng theo trong rừng rậm vây chạy đến. Biết được tình huống bên trong về sau, long công mạnh thuộc nghiêm mặt nói. Đầu kia xuất sinh cường hãn lại xảo trá, chỉ là thánh tử một người, ta lo lắng tình cảnh của hắn, như vậy đi nhìn lướt qua chung quanh bị thông thiên hỏa quan hấp dẫn mà đến hồn sư nhóm long công mạnh thuộc đối xà bà triêu thiên hương nói ra ta nghĩ biện pháp đi vào trợ giúp thánh tử các ngươi đem không quan hệ hồn sư xua đuổi không phải vậy bị súc sinh kia thôn phệ sẽ tăng cường thực lực của nó xà bà triêu thiên hương gật gật đầu ta chúng ta cũng ở nơi đây chờ hắn a à? liễu nhị long thần sắc kiên định vô luận như thế nào cũng là Lâm Lan Thiên đem nàng theo miệng hổ bên trong cứu lại, ân cứu mạng, nàng không muốn bỏ qua đối phương. Hồ Liệt Na cũng theo biểu lộ thái độ. Thở dài một cái, xà bà Triêu Thiên Hương phát hiện cháu gái mạnh y nhiên cũng là như thế, liền không cưỡng cầu nữa, mà chính là lớn tiếng đối với những khác hồn sư hô. Các vị, mời mau mau rời đi nơi này. Hồn sư nhóm nghe được nguyên do, phần lớn đều thức thời rời đi. Bất quá, cũng có một chút tự cao cường đại hồn sư, cùng lòng mang ý đồ xấu hồn sư, lưu tại phụ cận quan sát chiến cục. Những thứ này hồn sư chí ít đều tại hồn vương cảnh giới trở lên. Long công mạnh thuộc tới gần tường lửa 10 mét lúc, mặt đã bị thiêu đốt đến đỏ bừng, trầm mặt lại hướng về phía trước bước một bước, y phục đột nhiên tự đốt, thần sắc hắn đại biến, gấp vội vàng lui lại đi ra. Vào không được. Trong vòng 10 thước phạm vi, nhiệt độ đạt đến mấy vạn độ tường lửa xung quanh không gian đều bóp méo, đồm đớp vang lên. Đáng chết, hy vọng thánh tử có thể giải quyết đầu kia súc sinh đi. Long công mạnh thuộc mặt âm trầm, thối lui đến xà bà bọn người bên cạnh. Cao đến gần ngàn mét tường lửa, làm đến bọn hắn căn bản là cảm giác không đến tình cảnh bên trong. Dạng này uy thế, quả thực là hồn đế có thể phát ra tới sao? Hiện tại cái thế long xà phu phụ trọng thương, thánh tử ở bên trong không rõ sống chết, nếu có hồn cốt xuất hiện chưa hẳn không thể đục nước béo cò nếu như ta thừa dịp loạn cứu võ hồn điện thánh tử đoán chừng có thể được đến một số lớn thù lao a à. đủ loại ý đồ theo phụ cận hồn sư đấy lòng phát lên tường lửa bên trong vòng vo mấy vòng ám ma tà thần hổ rốt cục động đem chung quanh u ám lĩnh vực thu liễm ở thể nội ngửa đầu phát ra đinh tai nhức óc gào thét sau một khắc nhưng không thấy bóng người xảo trá gia hỏa Lâm Lan Thiên lại là nhắm mắt lại, Haki Kenbun sao bá khí phát động. Dự cảm được ma hổ công kích, dưới chân hắn thứ ba cái hồn hoàng lóe sáng lên một cái, hỏa cự. Chỉ thấy Lâm Lan Thiên chung quanh thân thể, bùng cháy lên một vành mặt trời. Hưng hực hỏa diễm có thể đem vật sở hữu chất đều dẫn bạo, cho địch nhân không khoảng cách công kích, mà ám ma tà thần hổ tự nhiên cũng khó có thể toàn thân trở ra, vừa mới tại ngọc đẹp trời sau lưng hiện thân, bén nhọn móng vuốt bị thiêu đến rực đỏ thống khổ nghẹn ngào một tiếng, nó lại tuân phản trọng lực nguyên lý trong nháy mắt nhanh lùi lại. Sau khi hạ xuống càng thêm cảnh giác nhìn qua lâm lan thiên. Một cái hổ trảo đã là nửa tàn. Vừa mới cái kia một trận động tác, cũng làm đến ngực bụng phía trên khủng bố vết thương xé rách rất nhiều, máu đen giọt rơi trên mặt đất. Ngắn mũi ăn quả đắng, khiến ám ma tà thần hổ trong lòng cảnh giác tăng lên rất nhiều. Nó minh bạch, đối phương nắm giữ liệu địch tiên cơ năng lực mà chính mình vừa bị đại minh cùng nhị minh đánh thành trọng thương lại bị long xà phu phụ tiêu hao một trận lúc này đã là nỏ mạnh hết đà xin lỗi mặc dù nói có chút thắng không anh hùng nhưng lâm lang thiên khẽ quát một tiếng trong tay tàn hỏa thái đao cắm vào dưới chân địa mặt đến đạo hồng sắc chú văn trên mặt đất tràn ra khắp nơi chỉ thấy bị nguyền rũ văn bao trùm đất đai đột nhiên khô cạn rạn nứt từng đạo từng đạo vòi rồng giống như địa hỏa diễm thoang đi ra, mấy chục cây thông thiên triệt địa hỏa trụ, đem hoàn cảnh chiếu lên giống như ban ngày, ám ma tà thần hổ tại trong đó, tự như là một con mèo. Một giây sau, thông thiên hỏa trụ trong nháy mắt hướng ám ma tà thần hổ tụ lại. Ám ma tà thần hổ tứ chi phát lực, hướng lâm lan thiên phương hướng chạy tới, nhưng hỏa trụ khắp nơi đều là, mà lại tốc độ di chuyển càng nhanh, đảo mắt thì ở nửa đường đem thôn phệ một tiếng tiếng nổ kinh thiên động địa truyền hướng bốn phương tám hướng tường lửa bên ngoài hồn sư nhóm đều là trong đầu oanh minh một tiếng trọn vẹn qua một hồi lâu thính lực mới khôi phục đến bình thường hồ liệt na kinh hỷ nói vừa mới vừa mới nhất định là lang thiên thứ năm hồn kỷ diễm nhiệt địa ngục lão sư nói qua ở cái này hồn kỷ bên trong liền xem như phong hào đấu la cũng khó tránh khỏi thụ trọng thương những người khác chấn kinh sau khi cũng là nhẹ nhàng thở ra Long công Mạnh Thục nhẹ nhàng gật đầu, hắn rõ ràng đầu kia ma hổ còn lại bao nhiêu thực lực. Đồng thời, trong lòng cái nào đó suy nghĩ càng thêm kiên định. Bên trong thật, quả thực là võ hồn điện thánh tử sao? Vừa mới hồn lực ba động, nói là phong hào đấu la, đều sẽ không có người hoài nghi a. À. Một cái hồn thánh kinh ngạc tới gần Long công Mạnh Thục, hỏi: "Thật là thánh tử một người cùng cái kia ma hổ đối chiến?" Long công Mạnh Thục gật đầu xác nhận nói: đón lấy, trong mắt tinh quang lóe lên, đối với chung quanh hồn sư nhóm âm thanh lạnh lùng nói. Lão Phu không biết có người hay không muốn kiếm tiện nghi, nhưng còn mời lượng sức mà đi, nếu không ha ha. Cảm nhận được vừa mới uy thế, lại có một ít hồn sư rút lui. Lúc này, còn thừa lại hơn 30 tên hồn để trở lên hồn sư, chờ đợi lửa tường sau khi lửa tắt cảnh tượng. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, một đánh giá 4.5 sao, truyền siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 26 Tiểu Bạch Hổ Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Tiếng nổ mạnh dần dần dừng lại, khói bụi tràn ngập. Mấy đạo thông thiên hỏa trụ vị trí nổ mạnh, nổ ra một cái sâu đạt hơn 300 mét hố lớn, tản ra nhiệt độ cao rừng rực. Lâm Lan Thiên triển khai hai cánh phiêu phù ở hố lớn trên không cúi đầu tìm kiếm đáy hố ma hổ tại vừa mới loại kia công kích đến lâm lang thiên không tin đối phương còn có thể may mắn còn sống sót bị hai cái mười vạn năm hồn thú vây công trọng thương về sau lại bị cái thế long xà tiêu hao loại trạng thái này ám ma tà thần hổ nếu là còn có thể tồn tại cái kia lâm lang thiên dứt khoát cắt cổ được rồi đi tuần tra một vòng lâm lang thiên cuối cùng tại đáy hố tìm được ám ma tà thần hổ lúc này thân thể của nó mặt ngoài đã thành than, thể nội lại không giọt xương tồn tại, thân thể khô quắc giống như là thịt khô. Lâm Lan Thiên rơi xuống, trong tay tàn hỏa thái đao biến mất không thấy gì nữa. Nằm ngón tay khẽ vô, một cổ hấp lực phát ra. Nhất thời, một đạo khí lưu màu xám theo ám ma tà thần hổ trên thi thể phiêu nhiên nhi khởi, trong nháy mắt trên không trung ngưng tụ thành vòng tròn hình, tự cho biến thành đen, bay tới Lâm Lan Thiên đỉnh đầu. Tà ác khí lưu xông vào Lâm Lang Thiên thể nội. Nhưng cảm giác được Tử vong Chu Hoàng võ hồn về sau, cái kia cổ tràng đầy ghen tị tà ác cùng cảm giác cực kỳ không cam lòng, lại hóa thành có khí tức tà ác chất dinh dưỡng. Toàn lực trợ giúp Lâm Lang Thiên đem hồn lực đẩy hướng càng cao. Mà thứ bốn cái hồn hoàng cũng lần nữa từ màu đen chuyển hướng màu xám. Không thích hợp. Lâm Lang Thiên nhớ đến tại nguyên lấy bên trong đường tam hấp thu hồn hoàng lúc có thể nhận lấy trùng kích. Hiện tại không có gì thường, Lâm Lan Thiên cũng liền tạm thời xem nhẹ việc này, đem chú ý lực tập trung ở hồn lực phía trên. Ám ma tà thần hổ năng lượng trả lại lấy võ hồn. 69 cấp, 70 cấp, 71 cấp, 72 cấp. Lại một lần hành động đem Lâm Lan Thiên đẩy đến hồn thánh cảnh giới. Hắc ám hồn lực thu liễm, Lâm Lan Thiên triệu hồi ra tàn hỏa thái đao, phát hiện trên thân đao nhiều một cái hồn hoàng. Thứ bảy hồn kỹ võ hồn chân thân, biệt danh vì hút nhật nhận, đem hỏa diễm nhiệt độ thu sạch áp sát về thân đao, phát phát quy chân, đem đi tới chi vật xóa bỏ không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Lâm lang Thiên không khỏi tắt lưỡi, phóng ra ngoài liệt diễm mặc dù không bằng thứ sáu hồn kỹ tàn nhật ngục y 15 triệu độ. Nhưng cũng có mấy trăm vạn độ khủng bố nhiệt độ A. Dưới loại tình huống này, đao nhận sắc bén hay không căn bản cũng không trọng yếu đến đâu, bởi vì nó khủng bố nhiệt độ đủ để trong nháy mắt xóa bỏ bất luận cái gì vật chất. đúng lúc này lâm lang thiên bỗng nhiên lòng có cảm giác nhìn về phía ám ma tà thần hổ đến gần mấy bước, một thể hai hồn lâm lang thiên duỗi ra một cái tay bám vào giữ tận đầu hổ phía trên làm sắc quang mang xâm nhập đi vào. đây là sông toàn thủ một cái khác hình thái, có thể sửa đổi linh hồn có thể phát hiện nói dối, đọc đến, xóa bỏ trí nhớ, thậm chí có thể sửa chữa nhận biết. vậy mà còn có một đạo nhỏ yếu linh hồn, lâm lang thiên nao nao, không khỏi nhớ tới ám ma tà thần hổ truyền thuyết, vốn là một đầu quan minh thuộc tính bạch hổ, bởi vì bị tà thần hàng lâm mới có thể đọa lạc thành hiện tại ma hổ. nói cách khác, lâm lang thiên hấp thu hồn hoàn chính là tà thần năng lượng dư vị, ám ma tà thần hổ bản tính bởi vậy hiển lộ ra. Bất quá, nếu như không có lâm lang thiên song toàn thủ, chỉ sợ cũng phải tại mấy giây bên trong tiêu vong. Tò mò, lâm lang thiên gọi ra tử vong chu hoàng võ hồn, đem thứ tứ hồn hoàng tà ác năng lượng, một lần nữa đưa vào ám ma tà thần hổ trong linh hồn, giúp đỡ hoàn thiện tự thân. Đương nhiên, không thể tránh khỏi sẽ trộn lẫn thuộc về hắn linh hồn năng lượng. Tại lâm lang thiên cảm giác bên trong, ám ma tà thần hổ thi thể bên trong có một cái nhỏ yếu chùm sáng, tại làm sát quan mang chiếu rọi xuống, dần dần hình thành một đầu nho nhỏ bạch hổ. Mau cứu ta! Mau cứu ta! Bạch hổ lan truyền ra yếu ớt ba động. Hồi lâu sau, bạch hổ linh hồn hướng tới hoàn chỉnh thể, tự như là một cái mới đản sinh trẻ sơ sinh, vô cùng tò mò quan sát đến thế giới. Cảm nhận được lâm lang thiên khí tức về sau, lại ý lại tới gần hắn. Có thể đem nó đưa cho lão sư. Lâm lang thiên đôi mắt sáng lên, đem sông toàn thủ chuyển biến thành màu đỏ hình thái, trợ bạch hổ linh hồn tái tạo nhục thể. Nhưng ám ma tà thần hổ năng lượng đã ngưng tụ thành hồn hoàng bị lâm lan thiên hấp thu. Lúc này còn lại năng lượng cực kỳ có hạn. Dù vậy, lâm lan thiên sắc mặt tái nhật rất nhiều, mồ hôi lăn lăn xuống về sau, mới rốt cục hoàn thành công tác. Đồng, đồng, đồng. Yếu ớt tiếng tim đập theo ám ma tà thần hổ thi thể bên trong truyền ra. Tiếp theo là một trận thanh âm huyên náo. Răng rắc, răng rắc. Rút lại thành chừng 5 mét thi thể, bụng thành than da thịt rơi mất một mảnh, một cái trắng như tuyết móng vuốt đưa ra ngoài. Tiếp theo là mau nhung nhung bạch hổ đầu, ngầm đen ánh mắt nháy vài cái. Phát hiện lâm lan thiên về sau, phát ra cùng loại mèo kêu thanh âm. Lộ ra nồng đậm thân cận ý lại chi ý. Lâm lan thiên cũng là hiếu kỳ đi gần, nâng lên tiểu bạch hổ chân trước lấy được trước ngực tỉ mỉ dò xét màu đen hai cánh không thấy tà thần câu cũng không thấy nhưng ngay thơ chân thành tiểu bạch hổ vẫn bảo lưu lại một cái đặc tính có thể thôn phệ hồn thú hoặc là hồn sư thăng cấp thuộc tính cũng không còn là thuần túy hắc ám hoặc là ánh sáng hiện tại nó chỉ có hơn một nghìn năm niên kỷ hạn có ý tứ hoàn toàn là một cái hoàn toàn mới sinh mệnh lâm lang thiên cười cười đem tiểu bạch hổ ông vào trong lòng trong lòng suy nghĩ trở lại giáo hoàng điện đưa cho bỉ bỉ đông tiểu bạch hổ lè lưỡi liếm liếm lâm lang thiên cái cầm mặt mũi tràn đầy hạnh phúc tiểu bộ dáng phát ra vui sướng gọi tiếng đột nhiên nó bỗng nhiên bị lâm lang thiên mang theo lên không liền vội vàng đem đầu nhét vào đại cánh tay thiêu đốt lên tường lửa đột nhiên một trận tiếp lấy cấp tốc dập tắt lâm lang thiên ở giữa không trung tìm tới liễu nhị long bọn người cấp tốc hạ xuống nói khẽ đã giải quyết Ngày mai về giáo hoàng điện, ta liền biết Lang Thiên nhất định sẽ thắng. Hồ Liệt Na ánh mắt sáng lấp lánh, Long Công Mạnh thuộc một mặt xấu hổ nói. Đều là lão phu không có nghe Thánh Tử khuyên nhủ, tùy tiện tiến nhập khu vực Đông Bộ, mới có thể đụng vào đầu kia súc sinh. Không phải, đều là bởi vì duyên cớ của ta. Nghe vậy, Hồ Liệt Na vội vàng giải thích. Không cần như thế, trên thực tế ta cũng bởi vậy đạt được có ít còn muốn cảm tạ long công vì ta tiêu hao ma hổ lâm Lan thiên cười nhạt nói trong ngực tiểu bạch hổ lộ ra đầu hướng long công mạnh thục nghe răng nó ẩn ẩn lưu lại chút trí nhớ trực giác mạnh thục trong miệng xuất sinh cũng là tại chữ mình long công mạnh thục ngượng ngùng cười một tiếng bị trọng thương ma hổ lừa võ hồn dung hợp kỹ có thể để hắn nhất thời trên mặt không ánh sáng nghĩ nghĩ lại nói thánh tử ta có kiện yêu cầu quá đáng hy vọng ngài có thể đáp ứng. Ồ, ta cái này cháu gái thiên tư ngu dốt, hy vọng có thể đi theo thánh tử bên người học tập, dạng này lão phu cũng yên lòng. Nhìn mạnh yên nhiên liếc một chút, lòng công mạnh thuộc thở dài nói. Mạnh y nhiên. Lâm Lan Thiên khẽ giật mình, gặp Long Công vẻ mặt thành thật chi sắc, chần chờ nói. Dạng này như thế nào, để cho nàng thêm vào giáo hoàng điện lệ thuộc trực tiếp học viện, cùng na na các nàng cùng nhau học tập cũng tốt cũng tốt, mong rằng thánh tử có thế trong năm một hai. Long công mạnh thuộc cười ha hả gật đầu. Khẽ vuốt trầm, lâm lan thiên đưa mắt nhìn sang một mực trầm mặt liễu nhị long trên thân. Liễu nhị long trên thân vây quanh một bộ trường bào, ở ngực vị trí chảy ra một mảnh vết máu, nhìn thấy mà giật mình, trên mặt cũng là trắng xám thống khổ, đôi mi thanh tú chăm chú nhíu lại nhẫn nại. A, à, a. À. Liễu nhị long gặp một cái tay rời khỏi trước ngực mình, cả kinh lui lại một bước. Đứng yên đừng nhúc nhích. Khẽ quát một tiếng, Lâm Lan Thiên đem bốc lên hồng quang để tay tại trước ngực của nàng. Một lát, Liễu Nhị Long thì phát giác được ở ngực một trận phát nhiệt. Truyện hot tháng 9 Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 27 Dạ tập Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Thần kỳ hiệu quả, làm đến Liễu Nhị Long trừng lớn đôi mắt đẹp xốc lên trường bào cổ áo, liễu nhị long cúi đầu liếc mắt nhìn, phát hiện vừa mới còn máu thịt bè bét vết thương, lúc này đã khép lại. Cảm ơn, cảm ơn ngươi a. À. Liễu nhị long nhăn nhó nói lời cảm tạ. Lâm Lan Thiên nhàn nhạt nhìn nàng một cái, thu tay lại tâm, quay đầu quét mắt phụ cận hồn sư. Mi đầu hơi hơi nhíu lên, nói. Chúng ta đi về trước đi. Nếu như Long công nguyện ý, có thể để mạnh y nhiên cùng Nana na cùng một chỗ về giáo hoàng điện, đến lúc đó sẽ an bài nàng nhập học. Cũng tốt. Long công mạnh thuộc cười ha hả trả lời. Mọi người không có chú ý tới chính là, hồ liệt na một bộ không yên lòng bộ dáng, dưới bóng đêm, gương mặt của nàng phấn hồng thủy nộn. Một đôi kiều diễm hai con mắt dường như che kín tận hơi nước. Nàng thứ năm hồn hoàng xuất từ dạ mỹ yêu hồ, đặc điểm là điều động tình dục mà đang hấp thu hồn hoàng quá trình bên trong, Hồ Liệt Na một vị truy cầu tốc độ, tâm trí chưa bố trí phòng vệ, khó tránh khỏi bị phụ diện năng lượng ảnh hưởng. Đến ban đêm, cổ năng lượng này càng là làm đến nàng xuân tâm đại động. Liễm diễm trong con ngươi đều là lâm lang thiên bóng người, thậm chí quên ăn mạnh y nhiên giấm. Về, về quán trọ A, lang thiên. Lâm lang thiên không nghi ngờ gì, bởi vì Long công mạnh thuộc còn muốn triệu tập tẩu tán gia tộc đệ tử, liền tạm thời tách ra hành động trở lại lữ điếm thể xác tinh thần đều mệt liễu nhị long trở về phòng tâm sự nặng nề hồ liệt na cắn môi gương mặt nóng lên ánh mắt phức tạp nhìn mấy lần lâm Lan thiên cũng theo vào phòng trong phòng có hai tấm giường hồ liệt na cùng liễu nhị long mang tâm sự riêng đèn đuốc dập tắt chỉ có trăng tròn ánh bạc theo cửa sổ sái nhập cửa phòng lâm Lan thiên đúng không vui tổ ba người bàn giao một ít chuyện dạ tiệt thời điểm lâm lang thiên trực tiếp xử lý âu tạp tư giáo chủ cùng cao tầng hồn sư cũng để bất nhạc xử lý đến tiếp sau dùng cái này đến quan sát thủ đoạn của hắn chủ nhân ta đem âu tạp tư trực hệ cấp dưới đều vòng bất nhạc hưng phấn mà xoa xoa tay một mực cung kính tiếp tục nói kỳ thật võ hồn điện bên trong còn có rất nhiều không muốn cùng âu tạp tư đồng lưu hợp ô hồn sư ta liền lên phục bọn họ bất nhạc xử lý đến giọt nước không lọt đầu tiên là đem lâm lang thiên dời đi ra áp đảo chúng hồn sư lại tuyên đọc âu tạp tư hành vi phạm tội làm được bản thân chiếm đạo nghĩa sau để một số làm người chính phái hồn sư hiệp trợ chính mình nhìn thủ âu tạp tư cấp dưới còn lại hai vị đồng bạn đều là mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn lấy bất nhạc người nào đều không phải người ngu tự nhiên có thể nhìn ra lâm lang thiên muốn bồi dưỡng bất nhạc ý đồ có thể nói bất nhạc đem cá vượt long môn lâm Lan thiên khẽ vuốt cầm nói rất tốt tiếp đó trước hết từ các ngươi phụ trách này địa võ hồn điện vận chuyển ân còn có một người muốn làm cho ta một việc chủ nhân giao cho ta liền tốt bất nhạc vội vàng vỗ ngực cam đoan cũng tốt vậy ngươi liền đi một chuyến tác thác thành ở chung quanh trong thôn lạc tìm kiếm một nhà tên là sử lai khắc hồn sư học viện tìm tới sau liền chờ tin tức của ta lâm Lan thiên thản nhiên nói bắt triệu vô cực một chuyện, hắn cũng không phải là thuận miệng nói nhảm. Mà lại, cũng có thể thừa cơ nhìn xem sử lai khắc thất quái phong thái, quyết định động tác kế tiếp. Nếu là sẽ uy hiếp được bỉ bỉ đông, vậy hắn sẽ sớm bóp chết đối phương. Dặn dò vài câu về sau, Lâm Lan Thiên lại đối bất nhạc làm một cái khác hứa hẹn, chỉ cần có thể tại trong ba năm tấn thăng hồn vương, ngày sau liền có thể trực tiếp bổ nhiệm hắn làm võ hồn điện giáo chủ. Nghe vậy, bất nhạc cáo từ về sau, mang theo đồng bạn tinh thần phấn chấn hướng võ hồn điện đuổi. An bài tốt đến tiếp sau, Lâm Lan Thiên trở về phòng rất nhanh ngủ. Tiếp tục phát động, hỏa phần thành quách, tiêu hao hắn đại lượng hồn lực, cần nghỉ ngơi khôi phục một đoạn thời gian. Nghe tới cửa tiếng nói chuyện biến mất, liễu nhị long thu hồi ánh mắt. Thâm thẳm mông mông dưới ánh trăng, nàng che kín một đầu chăn mỏng, đem lội lõm chập trùng thân thể mềm mại giấu kín lấy, nhẹ nhàng lật ra cả người, Đưa lưng về phía Hồ Liệt Na đến nhìn qua cửa sổ. Lại bị hắn cứu được. Liễu Nhị Long có chút tâm phiền ý loạn. Đối với cường ngạnh Lâm Lang Thiên, nội tâm của nàng nhưng thật ra là lại sợ lại oán niệm, một mực nỗ lực phản chế đối phương. Bị khí thế kinh khủng hoảng sợ khóc về sau, e ngại chiếm thượng phong. Nhưng tối nay bị Lâm Lang Thiên theo miệng hộ cứu, nội tâm lại bị hắn nam tử khí khái xúc động, Liễu Nhị Long cũng khó tránh khỏi suy nghĩ miên man không khỏi đem ngọc tiểu cương cùng so sánh cái này vừa so sánh liền phát hiện làm nàng khó chịu sự thật căn bản cũng không có bất kỳ khả năng so sánh thực lực thân phận thiên phú tướng mạo đều là một trời một vực thì liền liễu nhị long thưởng thức nhất kiên quyết cùng nỗ lực lầm lang thiên cũng không chút thua kém ngọc tiểu cương thậm chí còn hơn mà lớn nhất làm nàng khó có thể tiếp nhận lại là dũng khí năm đó ở đêm tân hôn biết được chân tướng về sau ngọc tiểu cương càng đem nàng bỏ xuống lưu một mình nàng mặc đối với gia tộc thế tục trốn tránh vài chục năm thời gian ngược lại đâu lâm lang thiên trực diện ám ma tà thần hổ một phen cùng không chút do dự hành động đều tràn đầy anh hùng khí khái bất quá hắn cũng không giống mặt ngoài như vậy chính phái a à. liễu nhị long nghĩ đến đối phương lúc rơi xuống đất mới ném cho mình một bộ y phục không khỏi âm thầm gắt một cái. Cái thứ nhất nhìn thân thể của mình người, lại là tên hỗn đảng kia. Được rồi, chỉ cần hắn không làm thương hại tiểu cương, vậy ta nghe theo mệnh lệnh của hắn chính là. Liễu nhị long tâm lý âm thầm suy nghĩ, đột nhiên, nàng nghe được sau lưng một trận tiếng xào sạc âm thanh. Nghĩ đến đối phương hấp thu cái kia cái hồn hoàng, liễu nhị long thì hiểu rõ ra, sau đó nhắm mắt lại vờ ngủ, phòng ngừa để hồ liệt na xấu hổ có thể sau một khắc, nàng vậy mà nghe được cửa phòng chốt mở thanh âm. Liễu nhị long rung lên trong lòng, chậm rãi chuyển qua đầu nhìn về phía hồ liệt na giường ngủ, xác thực không thấy thân ảnh của nàng. Không phải là đi sát vách đi. Căn phòng cách vách. Lâm Lan Thiên ngủ được rất an tâm. Đương nhiên, nếu có ngoại nhân xông vào gian phòng của hắn, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt bừng tỉnh. Nhưng là ngoại nhân lại không bao gồm không có chút nào địch ý Hồ Liệt Na. Theo chủ tiệm chỗ đó muốn tới chìa khóa, Hồ Liệt Na nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, từng bước từng bước đi vào, ở ngực kịch liệt phập phòng, gặp được trên giường Lâm Lang Thiên. Nàng một cặp mắt đào hoa xuân ý nồng đậm, gương mặt đỏ hồng. Không thể cứ như vậy không công mà lui. Lang Thiên sẽ đối với ta phụ trách. Nếu như ta không chủ động, hắn quá trì độn. Bị cái kia phụ diện năng lượng ảnh hưởng, Hồ Liệt Na ý loạn thần mê sau dựa lưng vào rét lạnh trên khung cửa, đầu ngón tay khóa trái cửa phòng. Con ngươi nhìn chầm chầm lâm lang thiên ngủ say chết mặt, không khỏi liếm liếm khô ráo cánh môi, một loại hỏa diễm dưới đáy lòng cháy hừng hực. Tên là lý trí dây cung bị triệt để thiêu hủy. Rón rén đi vào trước giường, hồ liệt na đặt ở trên cổ áo tay dừng lại một chút, nhưng rất nhanh liền giải khai cúc áo. Mang theo oi bức quần áo đặt ở trên tủ đầu giường. Hồ liệt na chậm rãi vịn mép giường, lấy một cái cực kỳ chậm rãi tốc độ ngồi xuống, nệm hơi hơi bị chiếm đóng, nhưng lại chưa bừng tỉnh lâm lan thiên. Dưới ánh trăng, kiều diễm bầu không khí dần dần phát lên. Từng một tiếng, một bộ trắng như tuyết nở nang nữ thể chui vào ổ chăn. Truyện hot tháng 9 Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 28 Vị hôn thê Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Trên bệ cửa sổ tiểu bạch hổ nghe tiếng chậm rãi mở ra ngâm đen ánh mắt, phản xạ ra xanh mơn mởn quang mang, đầu nhiên, lộ ra người đặc biệt tính hóa nghi hoặc biểu lộ. Hai cái này người vì sao phải cùng một chỗ ngủ đâu? Tầm đều muốn nhảy ra cổ họng hồ liệt na, hồn nhiên không biết sau lưng cặp kia hiếu kỳ ánh mắt, đêm khuya băng lãnh nhiệt độ, hướng nàng trơn bóng trắng nõn phía sau lưng vọt tới, khiến cho nàng tiến nhập chăn mình, Chăn mình đắp lên người, ấm áp rất nhiều. Đập vào mắt chỗ, Lâm Lan Thiên cái kia như đau gọt triệu đục tuấn mỹ gương mặt, trong lòng của nàng tự như là đốt lên hỏa diễm. Căn đầy có sức sống gốc bắp thịt, tản ra nhiệt khí. Hồ Liệt Na trong lòng một trận dập dần, gấp rút cái miệng nhỏ hô hấp, nhưng nàng không dám tùy tiện hành động, sợ đánh thức Lâm Lan Thiên, một cái chân nhẵn đầu ngón tay, nhẹ nhàng bám vào cơ bụng phía trên. Trên dưới tìm tòi, sau cùng trượt đến khác một bên. Trong chăn rất oi bức, nhưng cánh tay của nàng lại khó có thể ức chế run rẩy. Mệt muốn chết rồi Lâm Lan Thiên vẫn không có tỉnh lại dấu hiệu. Nhưng hắn tản ra nam tử khí tức, lại là để hồ liệt na mê say, tăng thêm một mực tiếp nhận phụ diện năng lượng, nàng nhẹ nhàng cắn môi, trên đầu lưỡi đến lấy hàm răng. Lan Thiên, Lan Thiên. Nhỏ giọng kêu gọi hai tiếng, hồ liệt na thẹn thùng vũ mị nhếch lên khóe môi. Một cái tay khác khuỷu tay chống lên lấy thân thể, nửa tựa tại trên gối đầu, Hồ Liệt Na nghiêng thân thể mềm mại di động trọng tâm, thân thể hướng Lâm Lan Thiên phương hướng nghiêng về, tiếp lấy mặt đối mặt hướng phía dưới dán vào. Lâm Lan Thiên bỗng dưng mở mắt, xông vào mũi hương khí cùng hơi ẩm khiến trong lòng hắn siết chặt, gặp lại tấm kia mê say khuôn mặt, nhất thời thì minh bạch lúc này tình cảnh. Hồ Liệt Na trạng thái rất không thích hợp. Tuy nhiên nàng một mực yêu say đắm Lâm Lan Thiên, tìm cơ hội cùng thân cận, nhưng cũng không thể như thế chủ động. Lan Thiên. Muốn ta đi. Hồ Liệt Na trong miệng mơ hồ không rõ rên rỉ. Hai đầu tròn trịa mềm mại bắp đùi lại cuốn tới, lâm Lan Thiên thanh tú mặt tối sầm, cấp tốc đứng dậy, đem dưới chân cái chăn cầm lấy, hướng Hồ Liệt Na trên thân quấn. Ấn xuống chân trắng, cuốn vài vòng về sau, đem Hồ Liệt Na cuốn thành sâu róm. Thành thật một chút. Lâm Lan Thiên lau mặt một cái phía trên ngụm nước, nhìn xuống lau ý nghĩ, phát trước động song toàn thủ giúp hồ liệt na điều tức tâm trí ôn nhuận ánh sáng màu lam trong năm dưới hồ liệt na chậm rãi nhắm mắt lại sắc mặt cũng khôi phục bình thường nhưng lâm lang thiên lại thanh thanh sở sở nhìn thấy mí mắt của nàng nhẹ nhàng hơi nhúc nhích một chút cách vài giây đồng hồ lại chăm chú hợp lại cùng nhau lông mi cũng đang rung động thật lâu không thể đình chỉ hiển nhiên hồ liệt na là đang vờ ngủ lâm lang thiên thở dài cũng không muốn vạch trần đối phương. Nhờ ánh trăng liếc mắt thân thể của mình, sắc mặt càng thêm đen, trước ngực trải rộng hơn 10 cái, ô oh mai, ấn ký, trộn lẫn lấy ngụm nước, trên giường càng là ướt một mảng lớn. Rời giường đi rửa thân thể, kiền kiền sẵn sàng đi ra. Đáng chết, ta đối na na quá mức buông lỏng cảnh giác. Lâm Lan Thiên trong lòng một trận ảo não. Hắn đối thân thể trưởng khống rất mạnh. Nhưng tối nay hết thảy đều quá mức đặc thù, đầu tiên là hao phí đại lượng hồn lực, làm đến hắn cảnh giác hạ xuống. Thứ hai thì là hồ liệt na thuộc về không đề phòng nhân vật. Lại gặp tiểu bạch hổ trừng lớn tròn căng ánh mắt. Lâm Lan Thiên tức giận đập nó đầu một chút, tại ủy khuất nhau ô âm thanh bên trong, ngồi xếp bằng đến trên giường tu hành. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau, Lâm Lan Thiên trước ra gian phòng. Sát vách liễu nhị long còn đang ngủ say, hắn liền cùng Long Công Mạnh thuộc một đoàn người ăn điểm tâm. Lữ điếm lầu một trong nhà ăn. Thánh tử, y nhiên thì nhờ ngươi chăm sóc một hai, nàng từ nhỏ bị chúng ta phu phụ kiêu căng quen rồi, mong rằng thánh tử đảm đương một hai. Long Công Mạnh thuộc cho Lâm Lan Thiên Kính chén rượu. Tư thái thả rất thấp. Một bàn này chỉ có cái thế Long xà phu phụ, Lâm Lan Thiên cùng Mạnh y nhiên bốn người. Nhưng như thế khiêm nhường mạnh thuộc, như cũ đưa tới còn lại bàn hồn sư liên tiếp ghé mắt. Long công quá khách qua đường tức giận. Lâm Lan Thiên mỉm cười nói. Long công mạnh thuộc ý cười nồng đậm, nhìn lấy Lâm Lan Thiên ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong cùng thưởng thức, cùng triêu thiên hương liếc nhau về sau, ho nhẹ vài tiếng, lấy ra một cái hộp gỗ. Thánh tử, đây là chúng ta một chút tâm ý. Xà bà triêu thiên hương nói khẽ. Thấy thế, mạnh y nhiên thì là trợn tròn trong mắt, một bộ giật mình bộ dáng. Cái này, cái này không phải chúng ta trấn gia chi bảo sao? Học gỗ mở ra, lộ ra một cái đoạn nhỏ hồng xăm râu. Không chờ lâm lan thiên chối từ, long công mạnh thuộc giành nói. Thánh tử, xin đừng nên cự tuyệt tâm ý của chúng ta, đều nói là thiếu niên anh hùng, bảo đao tặng anh hùng, cái này là nhân gian chí lý. Đúng đúng, mong rằng thánh tử cho lão bà tử một cái mặt mũi. Triêu Thiên Hương cũng là chân thành tha thiết khuyên nhủ. Mạnh y nhiên. Phía trên cột đưa bảo vật, Lâm Lan Thiên cũng là bất đắc dĩ, chối từ không dưới về sau, mới miễn cưỡng tiếp tới. Đây là vạn năm huyết long tham. Tuy chỉ có một trâu, nhưng ẩn chứa to lớn chất dinh dưỡng, có thể bảo vệ tính mạng người. Liền xem như chỉ còn một hơi, cũng có thể cứu về tới. Trên bàn ăn bầu không khí càng thêm nhiệt liệt. Đúng lúc này, một bóng người cao to đi vào nhà hàng, gây nên tất cả hồn sư chú ý. Bởi vì hắn thẳng tắp đi hướng Lâm Lan Thiên vị trí. Lâm Lan Thiên đưa mắt nhìn lại. Hồ Duyên Lực. Sao ngươi lại tới đây? Thiếu chủ, giáo hoàng bệ hạ mệnh ta đến gọi ngài về giáo hoàng điện, có chuyện quan trọng bẩm báo ngài. Hồ Duyên Lực một mực cung kính nói ra. Cái thế Long xà thấy đối phương có việc muốn nói. Liền cười đối Lâm Lan Thiên nói thánh tử không cần để ý chúng ta, trước xử lý việc tư. Lâm Lan Thiên khẽ vuốt cầm, đem còn có huyết long tham hộp gỗ thu vào không gian trữ vật về sau, mang theo hồ duyên lực về tới gian phòng, lúc này, đã không thấy hồ liệt na. Nhưng trên giường đệm chăn ga giường, đều đã rửa sạch đặt ở phía trước cửa sổ phơi nắng. Tiểu Bạch hổ ngậm Lâm Lan Thiên mang tới thịt tươi, ngồi nằm lấy ăn. Thiếu chủ, tại ngài đi không lâu sau, gia tộc của ngài phái người đến giáo hoàng điện, xưng là ngài mua một cái hôn sự, xin ngài về nước đính hôn. Hồ Duyên Lực giải thích nói. Lâm Lan Thiên chấn kinh. Cái kia tinh là đế quốc gia tộc, hắn đều nhanh quên ở sau đầu. Mẹ kế cùng phụ thân chờ cái gọi là thân nhân, từ lâu mơ hồ. Lại vào lúc này, cho hắn đính hôn ước. Lâm Lan Thiên suy cười một tiếng, hỏi. Ngươi biết ta cái kia vị hôn thê, là ai chăng? nghe nói là cùng ngài nhà tộc nổi danh khác một đại gia tộc thứ nữ, tên là Chu Trúc Thanh, từng là tinh la đế quốc tiểu hoàng tử vị hôn thê, nhưng về sau chẳng biết tại sao hủy bỏ hôn ước. Hồ Duyên Lực nói ra. Lâm lang Thiên nháy nháy mắt, thế giới to lớn, không thiếu cái lạ. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, một đánh giá 4.5 sao, truyền siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả chương 29. Nhớ ngươi. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Bọn họ lại là đánh cho ý định gì? Tinh la đế quốc gia tộc, Lâm Lan Thiên chưa bao giờ đem để ở trong lòng, thế mà, hôn ước tuyệt đối sẽ trở thành hắn cùng bỉ bỉ đông ở giữa trở ngại, làm đến trong lòng của hắn không thích. Tốt, vậy chúng ta hôm nay thì về giáo hoàng điện. Lâm Lan Thiên nhẹ gật đầu, tạm thời bỏ hệ thống nhiệm vụ, lại nhìn lấy hô duyên lực nói lực chi nhất tộc là tình huống như thế nào? Nghe vậy, Hồ Duyên lực thần sắc hơi đổi. Đem trừ rơi lực chi nhất tộc nhiệm vụ nắm vào tượng giáp tông về sau, bọn họ vẫn chưa lấy bạo lực mạt sát, mà chính là từ mọi phương diện chèn ép đối phương, nếm thử đem lực chi nhất tộc thu phục. Thế nhưng nhóm chỉ lớn lên bắp thịt không dài não tử hỗn trướng, xương cốt quá cứng thà chết chứ không chịu khuất phục. Sự kiện này cũng vẫn kéo lấy bây giờ bị lâm lan thiên lần nữa nhấc lên, hồ duyên lực ánh mắt lấp lóe, không biết đối phương nắm giữ bao nhiêu tình báo, xoắn xuýt bên trong, không có ý quét đến đạm mạc ánh mắt, hắn vội vàng quỳ xuống. Thật xin lỗi, thiếu chủ, là chúng ta tượng giáp tông hành sự bất lực. Hồ duyên lực không rõ chi tiết giải thích một lần. Một bên nói, một bên quỳ sát không dám ngẩn đầu. Sự kiện này giữ lấy ta ngày sau xử lý, các ngươi trước không muốn hành động. Lâm Lan Thiên đạm mạc nói. Đúng lúc này, cửa phòng đông 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 gõ vang. Lập tức cửa bị đẩy ra, Liễu Nhị Long cùng Hồ Liệt Na lần lượt đi vào. Nhìn thấy quỳ sát hô duyên lực, Liễu Nhị Long nao nao, trừng mắt nhìn, lại dời ánh mắt, khụ khụ, thánh tử, chúng ta hôm nay về giáo hoàng điện đúng không? Đúng. Liễu Nhị Long vụng trộm nhìn Lâm Lan Thiên phản ứng. Đêm qua, từ khi Hồ Liệt Na đêm độn, nàng liền một đêm không ngủ, nghe sát vách gốc tường. Kết quả lại cái gì đều không nghe thấy. Nữ nhân bác quái thiên tính khiến Liễu Nhị Long hết sức tò mò, nhưng lại không muốn hỏi thăm Hồ Liệt Na, làm đối phương quẩn bách xuống đài không được. Lâm Lan Thiên lại là không có biểu tình gì biến hóa. Vẫn như cũ là một bộ cao lạnh thần sắc, dường như đã nhận ra Liễu Nhị Long dò xét, lạnh lùng nhìn thoáng qua, làm đến nàng nhìn không được trục cổ một cái. Sau lưng, Hồ Liệt Na trên mặt đồng dạng không có gì dị trạng. Chỉ bất quá trước kia nhìn về phía Lâm Lan Thiên nóng bỏng ánh mắt, lúc này lại là tránh né lấy không dám nhìn thẳng, tế thanh tế khí nói. Ta cùng nhị Long Tỷ cũng ăn cơm xong. Đêm qua phát sinh loại sự tình này về sau, Hồ Liệt Na xấu hổ giận dữ muốn chết. May mà liễu nhị Long cùng nàng ăn ý mười phần, buổi sáng ra vẻ ngủ say, mới khiến cho nàng tự mình thôi miên tự như trở về phòng. Lâm Lan Thiên nhàn nhạt gật đầu. Thẳng ra khỏi phòng, đến dưới lầu nhà hàng cáo tri cái thế long xà phu phụ, đồng thời mang đi mạnh yên nhiên. Một chút chỉnh đốn một lát sau, một đoàn người liền lên đường trở về giáo hoàng điện. Liền tại bọn hắn đi đường đồng thời, mắt thấy Lâm Lan Thiên đại chiến ám ma tà thần hổ hồn sư nhóm, cũng đem Lâm Lan Thiên thực lực biểu hiện truyền phát ra ngoài, trên đại lục nhất lên một mảnh dậy sóng. Võ hồn điện thần chi tử thực lực một mực là hồn sư giới chủ đề. Không đến 20 tuổi, thì đạt đến hồn đế cảnh giới. Khủng bố như thế thiên phú, cũng liền khó tránh khỏi có hồn sư sẽ hoài nghi lâm lan thiên thực lực, chính là các loại tư nguyên đắp lên đi ra. Kỳ thật căn bản cũng không có thực chiến năng lực. Nhưng, mấy chục cái đẳng cấp cao hồn sư tại tinh đấu đại xâm lâm tận mắt nhìn thấy, cái kia cao đến ngàn mét tường lửa, phát ra kinh khủng nhiệt độ cao, thì liền long công mạnh thuộc đều khó mà đột phá chiến đấu tạo thành miệng hố khổng lồ, cùng tản ra khủng bố uy áp, đều làm những cái kia hiện trường hồn sư nhìn không được vì lâm lang thiên xứng danh. tại Long công mạnh thuộc có ý tuyên dương dưới, cái kia bàn tán sôi nổi tuôn hướng bốn phương tám hướng. Lam điện Bá vương Long gia tộc nội bộ. bên trong đại điện, một người mặc lộng lẫy trường bào trung niên nam tử, đứng tại phía trước cửa sổ, trong tay nắm lấy một phần văn kiện, ánh mắt trêu tức. Thiên hằng cái kia thánh tử thực lực lại tinh tiến rất nhiều. Trung niên nam tử xoay người, nhìn lấy một cái khuôn mặt lạnh lùng người trẻ tuổi, chậm rãi nói ra. Ngọc Thiên Hằng trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc. Trên mặt lại không hề bị lay động, trầm giọng nói. Tộc trưởng, ta biết, nhưng ta sẽ không buông tha cho truy đuổi cước bộ của hắn. Mấy năm trước, Võ Hồng Điện cùng Thất Đại Tông Môn cử hành một trận liên hợp luận bàn. Cũng chính là tại cái kia lần luận bàn bên trong, võ hồn điện lâm lan thiên trấn áp thô bạo tất cả tông môn đệ tử, triệt để điện định thần chi tử xưng hào, đem tượng giáp tông đánh cho sinh thần phục chi tâm. Mà bây giờ, theo trên tình báo đến xem lâm lan thiên đã có chí ít hồn thánh thực lực. Tông chủ Ngọc Nguyên chấn cởi mở cười một tiếng, khen. Tốt. Không hổ là lão tử loại. Ta xem võ hồn điện gần nhất động tĩnh, chẳng mấy chốc sẽ có người tìm đến phía trên chúng ta, đến lúc đó rất có thể cũng là vị kia thần chi tử A. À. Thà chết chứ không chịu khuất phục. Ngọc Thiên Hằng nói năng có khí phách. Thất bảo lưu ly tông. Tông chủ trữ phong trí vuốt vuốt mi tâm, trên mặt một bộ bộ dáng khổ não. Bên cạnh có hai cái khôi ngô lão giả ngồi đối diện nhau, mặc dù không nói một lời, nhưng quanh thân đều có không thể nói nói khí độ. Trầm mặt rất lâu, khung xương to lớn chừng hai mét thân cao lão giả mở miệng nói, Phong trí, ngươi cảm thấy cái kia tên tiểu quỷ sẽ đến chúng ta tông môn. Trữ phong trí khẽ vuốt cầm, trầm ngâm một lát, cười khổ nói. Võ hồn điện sẽ không bỏ qua cái này gió thổi, đại khái dẫn sẽ lần nữa mời chúng ta nhập vào võ hồn điện, từ cái kia thánh tử ra mặt. Nếu là còn lại hồn sư ra mặt, liền xem như bạch kim giáo chủ đều kém đẳng cấp. Nhưng muốn là phong hào đấu la hoặc là trưởng lão đến đây, đại biểu không chỉ có riêng là mời một khi bị thất bảo lưu ly tông cự tuyệt, tương đương với đã kích võ hồng điện thể diện. Cho nên, chỉ có thân là hậu bối lại thân phận tôn quý lâm lang thiên thích hợp. Ngay tại ba người trầm tư lúc, một người mặc xanh biết váy dài, giống như tinh linh thiếu nữ chạy vào, không để ý ngoài cửa người hầu khuyên can, đăng 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 nhào tới kiếm đấu la trên lưng. Kiếm gia gia, các ngươi đang nói cái gì nha? Thần thần bí bí. Võ hồn thành. Cuối cùng nửa vần trăng, Lâm Lan Thiên một đoàn người chạy về giáo hoàng điện. Tà Nguyệt sớm sẽ ở cửa chờ đợi, nhìn thấy Hồ Liệt Na bóng người sau thở dài nhẹ nhõm, đầu tiên là đối Lâm Lan Thiên hơi hơi không người. Cảm tạ thánh tử mang na na sang bắt hồn hoàng. Không cần để ý. Lâm Lan Thiên khoát tay áo. Lúc này, Liễu Nhị Long đã sớm về tới chỗ ở, còn có mạnh y nhiên còn chưa dàn xếp. Hồ Duyên Lực, ngươi lấy danh nghĩa của ta, vì mạnh y nhiên trong điện xin một cái chỗ ở, cũng mang nàng quen thuộc cảnh vật chung quanh, buổi chiều mang nàng đi phòng ta tìm ta đi. Lâm Lan Thiên phân phó một câu về sau, dẫn đầu cất bước tiến vào cửa lớn. Tăng tốc cước bộ, đi vào bỉ bỉ đông văn phòng thiên điện. Chậm rãi đẩy cửa đi vào. Trong thiên điện ngoại trừ chính đang làm việc bỉ bỉ đông, còn có hai cái bạch kim giáo chủ lần lượt báo cáo. Thánh tử trở về rồi không đức giáo chủ cười ha hả lên tiếng chào hỏi. Lâm Lan Thiên khẽ gật đầu, nghiêm mặt nói. Hai vị giáo chủ, ta có chuyện quan trọng cùng giáo hoàng báo cáo, hy vọng các ngươi có thể trước đi ra ngoài một chút, xin nhờ. Nghe vậy, hai vị bạch kim giáo chủ liếc nhau về sau, cười rời đi thiên điện. Đợi cửa phòng khép lại về sau, bị bỉ đông dừng lại phê duyệt văn kiện động tác, ngước mắt nhìn về phía Lâm Lan Thiên, thản nhiên nói. Có chuyện trọng yếu gì? nói một chút đi. Nhớ ngươi. Giác băng, bị bỉ đông khuôn mặt cứng đờ, bút trong tay gãy thành hai đoạn. Truyện hot tháng 9. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 30. Cho bỉ bỉ đông xoa bóp. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Bỉ bỉ đông mày liễu dựng thẳng, ba, một tiếng đem bút gãy đập trên bàn, thần sắc nghiêm nghị trừng lấy lâm lan thiên, ánh mắt rét lạnh, giống như cao cao tại thượng nữ vương. Hỗn trướng. Đây là người cái kia nói ra sao? Nhớ ngươi. Vừa mới lâm lan thiên ngữ khí, tự như là đối mặt xa cách từ lâu trùng phùng tình nhân, tản ra tình ý dạt dào. Nhưng, bị bỉ đông thế nhưng là lâm lan thiên lão sư. Trải qua một đoạn thời gian làm lạnh, bị bỉ đông cũng theo trước đó phiền nhiễu tâm cảnh bên trong giải thoát, càng thêm bài xích cùng lâm lan thiên có mập mờ gút mắt cho nên mới sẽ bày ra tư thế này. Lâm Lan Thiên lại là cười nhạt một tiếng, hồn nhiên không có có chịu ảnh hưởng. Hắn rõ ràng đạt được bỉ bỉ đông trái tim độ khó khăn. Đem trong ngực tiểu bạch hổ ông ra, đối với bỉ bỉ đông nói ra. Lão sư, nó là ám ma tà thần hổ cùng ta chiến đấu về sau, thuế biến mà ra hồn thú, tuy chỉ có mấy ngàn năm tu vi, nhưng trí tuệ rất sâu. Tiểu bạch hổ liên tục gật đầu, dưới mông cái đuôi nhỏ điên cuồng vung nói đến nó cùng chúng ta ngược lại là rất có duyên phận cũng nắm giữ thôn vệ sinh mệnh năng lực cho nên ta nghĩ đến để nó làm bạn ngươi lâm lang thiên khẽ cười nói lâm lang thiên nhìn đến rất rõ ràng bỉ bỉ đông kỳ thật rất tịch mịch qua nhiều năm như vậy nàng thân là cao cao tại thượng giáo hoàng bên người liền cái nói thể chính mình lời nói người đều không có hồn sư nhóm mời nàng sợ nàng lại sẽ không đem coi như thổ lộ tâm tình bằng hữu loại này ràng buộc là hồ liệt na cùng thiên nhận tuyết đều không cho được. Cứ việc lâm lan thiên thế công hỏa nhiệt, nhưng khó tránh có không có ở đây thời điểm, bởi vậy thì có tiểu bạch hổ dự bị, đến một lần nó rất có linh tính, không phải tầm thường sủng vật, thứ hai ngoại hình đáng yêu. Mà các nữ nhân rất khó cự tuyệt một cái khỏe mạnh kháu khỉnh meo tinh nhân. Bội ta. Ta không cần. Bỉ bỉ đông thu hồi ánh mắt, phối hợp nhìn lấy văn kiện trên bàn lão sư thật đúng là một cái ngạo kiều A, lâm lan thiên nhếch lên khóe miệng, tại bị bỉ, bỉ đông dời ánh mắt nháy mắt, hắn nhưng là bắt được một chút hoan hỷ. Ho nhẹ một tiếng, lâm lan thiên đem tiểu bạch hổ đặt ở mặt bàn, vỗ vỗ cái mông của nó. Lão sư, ta thật sẽ không chiếu cố nó. Tiểu bạch hổ cũng là quỷ tinh linh, bập bẹ kêu lên vài tiếng, đứng tại trước bàn, thì ngửa đầu lộ ra ánh mắt như nước long lanh, ủy khuất ba ba mà nhìn chầm chầm vào bỉ bỉ đông, bắt đầu giả ngây thơ. Bỉ bỉ đông ánh mắt tiêu điểm căn bản cũng không lại trên văn kiện. Nghe được tiểu bạch hổ gọi tiếng về sau, lập tức liền dời đi chú ý lực. Trầm mặt một lát sau, vẫn là vương đầu ngón tay đem tiểu bạch hổ Ông vào trong lòng, theo lông chạm nhẹ vài cái. Đã như vậy, nó thì tạm thời cùng ta một đoạn thời gian đi. Bỉ bỉ đông mặt không đổi sắc nói ra. Lâm Lan Thiên mỉm cười. Đang muốn nhấc lên việc hôn ước, đã thấy bỉ bỉ đông rên lên một tiếng mày liễu nhíu lên nhưng ngọc gương mặt cũng trắng rất nhiều chuyện gì xảy ra không sao cả đây là đình chỉ la sát thần khảo hạch tác dụng phụ bỉ bỉ đông hoảng hốt một cái chớp mắt chậm rãi khôi phục tự tiện đình chỉ nhất cấp thần khảo hạch bản chất là thuộc về đối thần bất kính lọc vào chút phản vệ cũng liền là chuyện đương nhiên bỉ bỉ đông mặc dù thiên phú dị bẩm lúc này đã đạt đến 98 cấp phong hào đấu la, nhưng đối mặt la sát thần trừng trị, vẫn sẽ xuất hiện một số dị thương. Mỗi lần tao ngộ phản phệ, toàn thân đều sẽ kịch liệt đau nhức vô cùng. Buông ra đi. Thở hào hỉnh lau một cái đổ mồ hôi, bị bỉ đông giật giật bả vai, ra hiệu lâm lan thiên đem tay lấy ra. Lâm lan thiên nhưng lại chưa làm theo, mà chính là hai tay thả ra hào quang màu đỏ, trong lòng bàn tay nhiệt độ tăng lên, bao trùm tại bỉ bỉ đông lưng eo phía trên, chậm rãi di động, làm dịu nỗi thống khổ của nàng. Bỉ bỉ đông đôi mắt đẹp sáng lên, phát giác thân thể chuyển biến tốt đẹp. Nếu là ngày trước, nàng phải nhẫn nại trọn vẹn một canh giờ thống khổ, cứ việc ý chí cứng cỏi, nhưng mỗi lần đều là toàn tâm đau. Lúc này có thể có được làm dịu, bỉ bỉ đông trong lòng thư thái một hồi. Nhưng là sau đó một khắc, bên tai của nàng vang lên lâm lan thiên giọng quan thiết, lão sư, phía sau lưng tiến triển chậm chạp, cần đổi một cái càng dễ lan truyền hồn lực vị trí. Bỉ bỉ Đông khẽ giật mình, chỗ nào? chân. Lâm Lan Thiên lưu loát nói. Nghe vậy, Bỉ bỉ Đông sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, bắp chân vô ý thức hướng trong ghế lui lại, ngẩng đầu nhìn chậm chậm Lâm Lan Thiên ánh mắt ở trong đó chỉ thấy đau lòng cùng quan tâm, không có chút nào tâm hỏng cùng dục vọng của hắn. Nếu như có thể tiêu trừ thống khổ, cũng không có gì a. À. Bỉ Bỉ Đông suy nghĩ một lát, thẳng đến cái kia cổ khó nhìn thống khổ lại lần nữa đánh tới, nàng cứng nghiêm mặt đáp. Tốt a, à, hy vọng ngươi không muốn lưu giữ tâm tư khác, không phải vậy. Quy hiếp còn chưa có nói xong, bao vây lấy màu tím nhạt tất chân mắt cá chân thì thoát ra giày cao gót trói buộc. Bỉ Bỉ Đông vóc người cực cao, không kém hơn nam tử, mà sở dĩ có thể như thế, chủ yếu nên quy công cho nàng cái kia thon dài mảnh khảnh cặp đùi đẹp, hai chân của nàng căng đầy mà khỏe đẹp cân đối chỉ là nhìn lấy liền là một loại vô tận hưởng thụ liếc thêm vài lần lâm lang thiên yên lặng ngồi sống xuống kỳ thật theo lòng bàn chân điều giải thân thể xác thực sau so phần lưng hiệu quả tốt nhưng lấy xong toàn thủ thần hiệu cũng không kém bao nhiêu lâm lang thiên chỉ là muốn để bị bỉ đông cái này sống thiên khuyết nữ vương nhiều hiển lộ ra nhân gian tâm tình cho dù là xấu hổ cũng sau một tòa đồ cụ hình người pho tượng cường chú ý con mắt của ngươi. Bỉ bỉ đông lãnh đạm cảnh cáo. Đồng thời xê dịch yếu điệu nữ thể, lấy càng tư thế thoải mái tựa lưng vào ghế ngồi, nhẹ nhàng nâng lên bắp chân, dựa theo lâm lang thiên chỉ dẫn, đặt ở trên đùi hắn. Rút đi tất chân trong nháy mắt, bỉ bỉ đông cau mày nói. Cần làm đến loại tình trạng này sao? Không sai. Lâm Lan Thiên cúi đầu đáp. Bỉ bỉ đông không nói nữa. Bởi vậy, một chi như bạch ngọc thiên túc hiện ra ở lâm lang thiên trước mắt, hắn lại không có một tia kiều diễm chi niệm. Chỉ thấy cả chi chân tự như dùng ngọc thạch điêu thành đồng dạng, ngón chân dài nhỏ, mu bàn chân hướng lên cong lên, bàn chân trưởng duyên thịt là phấn hồng sắc, từng cây móng tay tự như mảnh khảnh, khiến người ta nhìn không được vuốt vuốt. Lâm lang thiên trên mí mắt nhấc lên, nhìn thấy bị bỉ đông trên cổ đỏ ửng. Cố gắng của ta cũng không có uổng phí, lão sư đã có e lệ cảm tình, đợi một thời gian, nàng nhất định sẽ gọi về thất tình lục dục. Lâm Lan Thiên tay nắm ở lòng bàn chân, đem hồng quan điểm nhập vào da thịt. Trong phòng Lâm vào yên tĩnh. Có lẽ là chịu không được dần dần mập mờ bầu không khí, bị bỉ đông sau khi từ biệt đầu, đem tiểu bạch hổ trở thành gối ôm tựa như một mực ôm chặt, khóe mắt liếc qua lại đang quan sát Lâm Lan Thiên. Chú ý tới hắn từ đầu đến cuối cũng không lộ ra qua ánh mắt dâm tà một mực dạng này thì tốt biết bao. Lâm Lan Thiên giống như có cảm giác ngẩng đầu nhìn một chút, mỉm cười, về sau lại có loại tình huống này, thì để cho ta tới giúp lão sư làm dịu a. À. Bỉ Bỉ Đông dùng mềm nhuyễn giọng mũi dạ, cảm giác đau biến mất về sau, Bỉ Bỉ Đông thì mang tương Lâm Lan Thiên đuổi ra ngoài, không cho phép bất luận kẻ nào tiến đến. Nhìn chằm chằm phím hồng mu bàn chân xuất thần, chậm chạp không có động tác, nhẹ nhàng thở dài một tiếng bỉ bỉ đông tâm lý cười khổ. Lan Thiên dùng tình quá sâu, ta nên làm thế nào cho phải? Đáng tiếc. Nếu là hắn sinh ra sớm. Được rồi, tăng thêm phiền não. Truyện hot tháng 9. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả.